có tấm lòng, có tâm tình mà gọi là tìm kiếm Chúa, đối lại với Chúa, đối diện với Chúa, mà chấp nhận những thử thách, chấp nhận những cái điều gọi là khó khăn nhất thành điều tốt lành cho mình. Chúng ta thấy rằng là tôi xin đọc lược qua từ câu 1 á, đoạn 1 câu 1 á. Đây là cái nặng mà đấng tiên tri Habacuc đã xem thấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu vang cùng Ngài mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi. Nhưng sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác và Ngài nhìn xem sự ngang trái, sự tàn bại bạo ngược ở trước mặt tôi, sự tranh đấu cãi lại dấy lên. Vậy nên luật pháp không quyền, sự tranh lực không hề tỏ ra. Kẻ ác vây xung quanh người công bình, vì cơ đó hết ra trái ngược. Và ông thấy một cái một sự bạo ngược, một sự ngang trái, một sự tàn bạo, một sự ngang ngược nổi lên trong các nước ông. Thời tiên tri Habacuc là thời vua Jehoiakim trị vì. Và mình thấy rằng là trong một cái thời cũng như là độc tài, trong cái đế chế vua này thì các thần gian ác lộng hành, là sát hại các trung thần của Chúa trong thời vua cha là Josiah. Rồi ở đây là những cái vấn nạn là tham lam nè, vơ vét nè, đánh thuế cao nè, rồi hưởng thụ bất nghĩa. Ông tiên tri này ông ra đời ở trong bối cảnh là trong một đất nước loạn lạc như vậy. Và tiên tri Habacuc này đồng thời với tiên tri Jeremy là cái tuổi ngang với nhau. Và mình thấy rằng là Chúa đẹp lòng vì đặt cái tên ông là người được ẩm ôm. Được lại câu 1 mình thấy là đây là gánh nặng mà đấng tiên tri đã xem thấy. Mình thấy trong cái thời đó bởi sự cảm động của Chúa, bởi có thể bởi thần linh Chúa soi sáng nên ông mang một gánh nặng. Ông nhìn thấy cái thời cuộc, thấy đất nước, ông thấy sự bào ngược, ông thấy một cái gì đó mà nó làm cho ông đau lòng. Và ông đối lại cùng Chúa. Có một tiên tri mà gọi là được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một điều mình thấy nó có một sự đặc biệt. Ngày hôm nay thì cái gánh nặng của nhà Chúa đối với chúng ta thì đôi khi là nó phải được có một người có nhiều sự sâu nặng, là được, đó là cái điều bỗng nhiên rồi, nhiều tất nhiên rồi. Mình quan tâm đến sự mất, quan tâm đến sự tồn vong của đạo Chúa, những người mất mình quan tâm, mình hy sinh, mình dấn thân, mình cả tiền, cả bạc, cả mọi thứ. Nhưng mà có những người phải được Chúa bày tỏ, được Chúa nhắc nhở, được Chúa đôi khi dùng những cái biện pháp. Như thời đó ông Jimmy Jonah cũng vậy đó, cũng là một trong những người tiên tri mà Chúa đã kêu đi đến thành Nineve, nhưng mà ông lại xem thường điều này. Ông xem thường cái mạng sống của những người dân thành Nineve, ông đi trốn và ông làm nhiều cái điều chấp nhận sự chết. Đến nỗi khi quăng xuống biển mà cảm ơn Chúa nhân từ và thương xót ông, rồi sử dụng ông giây phút cuối cùng để cứu thành Nineve. Mình thấy trong cái thời kỳ của tiên tri Habacuc này đó, thì có nhiều điều nó oái âm lắm. Mà cái vị tiên tri này làm đúng theo lòng Đức Chúa Trời. Ông tâm tình, ông kêu vang, ông cầu nguyện, ông khóc la. Thậm chí trong đoạn 2 câu 1 nói là ta đứng nơi vòng canh chôn cho đi đồn lũy, rình xem ngày bà tao điều gì, và trả lời thế nào mà sự lỗi này của ta. Kêu là ông quyết tâm, ông hỏi Chúa cho được cái tồn vong đất nước của ông. Ông hỏi cho được tại sao Chúa không đoán phạt, tại sao Chúa không lên án, tại sao Chúa không làm điều này, không kịp thời chấn chỉnh lại một cái phép nước kỷ cương này. Nhưng mà thấy cảm ơn Chúa trong sự đối đại này, thì từ câu năm trong đoạn 1 đó, Chúa đã trả lời con. Và đây là cái sự đối đại tuyệt vời trong một cái đời sống của chúng ta. Khi mà mình có một năng đề, một nhu cầu, có một gánh nặng mà mình cầu nguyện cùng Chúa mà Chúa trả lời lại, nó tuyệt vời lắm. Nó làm cho mình xúc động, làm cho mình hứng phấn, làm cho mình cảm thấy cái điều đó mình đang cương mang là đúng, và Chúa sẽ khích lệ chúng ta. Và cảm thấy lần đó là cái việc mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thấy là trong câu năm này thì bắt đầu Chúa phán hãy nhìn xem các nước và xem hãy lấy làm là sững sờ, vì ta đang làm ra trong các ngươi một việc mà dầu có ai phục lại các ngươi cũng không tin được. Ta sẽ biến người canh đê dấy lên, dân hữu dữ dội hung hăng đi khắp mặt đất chiếm lấy những chỗ không thuộc về mình. Thế là trong hết cái đoạn năm này mình thấy là cái từ câu năm này Chúa có đoán phạt,
Chú thấy cái sự gian ác của vua Jehoiakim đó làm cho dân chúng khốn khổ, làm cho gian thần thì mạnh mẽ mà trung thần thì bị tiêu diệt. Nên Chúa trả thù. Cảm ơn Chúa, đây là một cái lời cầu nguyện mà thay đổi một cái tình thế. Một lời của một người công bình mà khiến cho Đức Chúa Trời trả lời và hứa và có hoặc như vậy. Mình thấy trong cái đoạn này Chúa đã dùng sự đó phạt lớn lao để hành động, để đem những cái sự thay đổi cho cái đất nước của thời tiên tri Habacuc này. Mình thấy rằng là trong cái tâm tình đối nại với vua Chúa thì dần dần Chúa bày tỏ cho ông thấy rằng là chỉ có một cái gì đó mà của Đức Chúa Trời làm nên mà thôi. Có một cái một phép lạ nào đó, một cái sự giải cứu lạ lùng nào đó để rồi đất nước mới thay đổi mà thôi. Cho nên trong câu 3 ông nói là hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài để khiến công việc Ngài dưới lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Nghĩa là trong cái đời sống của Habacuc đã thấy một cái gì Đức Chúa Trời của mình, từ lịch sử, từ cha ông mình, từ Môi-se, từ Abraham, từ những vị tiên tri anh hùng đó, làm việc lạ lùng, làm những cái việc khá thể. Cho nên ông nói nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Nghĩa là ông thấy được là mặc dù đất nước như vậy, hoàn cảnh cái trái ngang như vậy, nhưng mà Chúa có thể làm được, nhưng mà cuối cùng Đức Trời có làm được. Xin Chúa giấy công việc Ngài lên nhiều các năm, cái là Chúa tỏ quyền phép của Ngài, nhưng là giải cứu dân Israel qua khỏi biển đỏ, như Ngài làm phép lạ để tiêu để hành phạt nhà Pharaoh, để cứu dân Ngài ra khỏi Ai Cập. Bao nhiêu cái điều mà là ông nhìn thấy trong cái tâm linh của ông á, biết chắc rằng là mặc dù là trong sự tầm cụm này, trong sự ngạo ngược này, trong sự bất toàn này, ông không làm được cả, nhưng mà ông biết chắc Chúa làm được. Đây là cảm ơn Chúa, một người tiên tri có cái tâm huyết và đã gõ cửa đúng tấm lòng của Đức Chúa Trời, nhìn thấy Đức Chúa Trời. Và mình thấy rằng là sau đó thì Đức Chúa Trời đã thật sự đã làm việc, đã sai một dân canh đê đến và một dân khủng dữ dội hung hăng, rồi bắt đầu đoán phạt cái thời kỳ trị vì của vua Jehoiakim này, và mọi sự đã thay đổi. Cảm ơn Chúa trong cái điều mà mình thấy trong cái lời tiên tri này, cái quyển sách này gần 1400 năm rồi, nhưng mà Chúa nói rằng là càng ngày càng phải sâu rốt này á, tổ ác càng gia tăng. Có những cái bây giờ mình phải nói trong sội, trong mọi nước định khắp nơi đều có những sự như vậy, tổ ác càng gia tăng, có sự ngào ngược, sự ngang trái, sự oan trái, sự oan ức dễ lên nó kỳ, lòng người thì nguội dần, người ta đang sống trong sự kiềm kẹp của ma quỷ, người ta sẵn sàng làm chuyện ngao ngược, giết chóc nhau, lừa dối nhau, thủ đoạn để có một cuộc sống. Và Chúa cũng nói rằng là trong ngày sau đốt này thì người ta sẽ bất nghĩa, ham tiền, mê ăn mê uống, rồi đùa thầy phán bạn, rồi tức là linh phán tỏ đường là người ta sẽ tham lam gì đó, người ta sẽ xa Chúa, người ta sẽ không còn một cái tấm lòng mà đơn sơ mềm mại đến với Chúa. Cho nên trong cái bối cảnh của tiên tri Habacuc này, mình suy diễn ngày hôm nay, chúng ta cũng kêu cầu Chúa, xin Chúa hãy làm điều gì đó, hãy làm điều gì đó. Ô hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nghe tiếng Ngài tôi sợ hãi. Hãy kêu cầu Chúa, hỡi Đức Giê-hô-va, xin giấy khiến công việc Ngài dấy lên những cách năng. Tôi thì thấy cái tấm lòng của Thiên Giê-rê-mi này và nhìn thấy cái điều chỉ có một điều này mà thôi, mà cứ làm được thì chắc chắn là thay đổi. Người ta nói khi một sự phát hiện đến cho một giờ thôi, thì một tiếng đồng hồ Chúa thăm viếng thì hơn 50 năm mình công trình truyền giáo, công trình xây dựng cơ nghiệp của Chúa trên đất này. Chúa mà hành động hay Chúa mà thăm viếng rồi thì một tiếng đồng hồ thôi, thì hơn bao nhiêu năm trời công khó, mồ hôi nước mắt xương máu để mình xây dựng công việc của Chúa. Cho nên ở đây là mình tôi thấy rằng là trong cái đời sống của tiên tri Habacuc này, mình nghĩ lại ngày hôm nay chúng ta chú Hùng ơi, chú tắt cái máy, chú tắt cái lo giùm nha.
trong ngày cuối cùng này thì càng ngày mình thấy không dễ dàng để mình gọi là mình đi ra truyền giáo làm chứng cứu được người, cứu được nhiều người, không dễ dàng. Lòng người ngũ lành, tội ác gia tăng, lòng người cứng cỏi rồi. Chúng ta phải kêu cầu Chúa cho phải có một cái đống nào đó, có một cái quyền lực nào đó, có một cái uy quyền nào đó giúp chúng ta hoàn thành sứ mạng được. Và có thật như vậy, trong liên tục trong cái dòng chảy của Kinh Thánh đó, mình thấy Chúa Trời có hứa một điều đó. Thần Chúa sẽ ở cái là sắp khi. Trong khi Joel, trong ngày 61, thần Chúa sẽ hành động, sẽ vận hành, sẽ tiên tri, sẽ ban nặng quyền phép lạ, sẽ giấy lên và sẽ giúp chúng ta để chúng ta có một đời sống chiến thắng. Cho nên Thánh Linh đã đến trên thời cùng các sứ đồ, Thánh Linh đã ban quyền năng ân tứ phép lạ các sứ đồ và đi ra và truyền giáo, đi ra và truyền giảng. Và là kết quả một có người đơn sơ bình thường như Peter đã một lần 5.000 người tin Chúa trong sự giữa là người què, một lần khác là 3.000 người sẽ phát triển một sự thống biến đặc biệt là lòng của Thánh Linh của Chúa. Cho nên trong cái bối cảnh của Habakkuk mình thấy là ngày hôm nay cũng vậy. Xin Chúa dấy lên công việc của Ngài, xin Chúa hành động với chúng con trong thế giới ngạc ngược, thế giới đầy sự sa bạc, đầy sự tội lỗi, đầy yếu đuối, gọi là mỗi ngày còn gia tăng tội ác của Chúa. Cảm ơn Chúa, tiên tri Habakkuk đã có một cái nhìn có cái nhìn thấy về Đức Chúa Trời, thấy sự những gì Đức đã làm trong quá khứ, những gì Ngài đã làm, và ông biết chắc rằng Đức Chúa có thể làm được nữa nếu cứ tiếp tục kêu cầu của Chúa. Đức Chúa nghe lời người công bình. Ông Chúa đã sơ lược qua một cái những giai đoạn giai thoại về tiên tri Habakkuk. Vừa qua cái từ đoạn 3 câu 17 hồi nãy tôi mới đọc á, thì mình thấy rằng là đây là một cái tâm tình mà đúng là nếu một người bình thường thì chắc có lẽ là chúng ta không có đủ đức tin để sống như Habakkuk được. Trong cái bối cảnh đất nước tan tác, ngang ngược, bạo ngược, oan trái, khó khăn, và ông nói những lời tâm huyết trên này, bây giờ ví dụ cây gả không nước lọc nữa, không có trái trên những cây nho, cây olive không sinh trưởng, chẳng có ruộng nào có đồ ăn, bầy chim dứt, không có bầy bò trong chuồng. Trong tình hình đó, trong sự bế tắc đó, trong sự cất tài trợ đó, ông vẫn vui mừng trong Chúa. Ông có cái niềm tin xác quyết vào nơi Đức Chúa Trời. Dù vậy tôi vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va, vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa của tôi. Ông Chúa trong tổ phụ chúng ta có nhiều người có những cái trường trải trong giai đoạn này, như ông Gióp, khi có những hoàn nạn lớn lao dồn dập tai họa vợ con cái, tai họa bò, tài sản chết, thì ông nói sao? Đức Giê-hô-va ban cho ngài quyền cất đi, đã người khen danh Đức Giê-hô-va thôi. Cảm ơn Chúa, cái đức tin lớn lao này ta được ban thưởng. Và trong cái hoàn cảnh của tiên tri Habakkuk này thì thấy rằng là trong cái xác quyết của Chúa đó, thì qua sự khó khăn đó thì rồi ông thấy rằng chính những giai đoạn đó thì mình gần Chúa hơn. Tôi sẽ vui mừng trong tôi sẽ hướng họ trong Đức Chúa Trời là của cứu sự cứu rỗi tôi. Đức Chúa là Chúa, là sức mạnh của tôi, làm cho tôi giống như chân con hươu và đứng khiến tôi trên các nơi cao của mình. Trong cái tất cả những sự đúc kết lại thì cảm ơn Chúa là một người luôn luôn tôn trọng lời Đức Chúa Trời, vì mọi sự hiệp lại ích kỷ với Đức Chúa Trời, không có khó khăn nào, không hoang hoang nào, không có gì mà Chúa không biết cả. Đôi khi trong hoàn cảnh chúng ta có một gì xảy đến, đôi khi chúng ta lại lầm bầm, có một gì thiếu thốn nào đó, có một sự tiếp trợ chậm chạp nào đó, có một hoàn cảnh nào thử thách nào đó, chúng ta lại thấy mình mình có khi mình nghi ngờ Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông Habakkuk này, ông thấy rằng là Chúa là sức mạnh của ông, làm cho chân ông như con hưu, khiến ông đi trên các nơi cao của mình. Trong lịch sử của Kinh Thánh, con hưu, từ những thi thiên này, thi thiên kia, tất cả sách Habakkuk của Kinh Thánh nói là con hưu màu đỏ, con hưu của vùng Trung Đông. Con hưu này cũng đặc biệt của Đức Chúa Trời. Nó được dựng lên để sống ở nơi cao, nó dựng lên được gọi là vị sư vinh hiển Đức Chúa Trời. Con hưu này nó đi qua những thác, những đền, qua những đèo ngang, những hiểm trở, không bao giờ té ngã. Con hưu là một con vật đặc biệt nhất trong lịch sử của Kinh Thánh ghi lại. Đây là những tạo vật của Đức Chúa Trời.
Cho nên Kinh Thánh hay dùng con hươu để làm cho chúng ta những ví con hươu, để mình thấy rằng là trong đó có một cái gì đó ẩn ý. Cảm ơn Chúa. Trong những cái hoàn cảnh xảy ra đó thì chân ổng như chân con hươu. Cái là ông vẫn vững chãi, vẫn bước đi, vẫn băng đường đồi vượt thác, vẫn băng đèo băng núi hiểm trở, vẫn vượt qua mọi băng ngàn để ở trên đỉnh cao của mình. Rồi khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Cái là trong cái tinh thần của Hàm Quốc hồi đó nó vẫn cao cả, vẫn cao độ, vẫn không thay đổi, không suy chuyển, không cảm thấy bế tắc, tiền cơm gạo không có chăng, thiếu thốn gì chăng, mọi năng đời sẽ ra, ông vẫn tính trước mặt Chúa, ông vẫn tính đơ, ông cảm thấy ồ Chúa là tất cả mọi sự, cái sự tin cậy tuyệt đối của Chúa, cái kinh động rất là lớn nào. Ông Chúa ngày hôm nay tôi suy nghĩ về con hươu, tôi thấy rằng là thật con hươu là một tạo vật đặc biệt của Chúa Trời. Nó được dựng nên đó vì để ở trên những nơi cao, những nơi mà có cỏ non, cỏ xanh, những nơi mà thoáng mát, những nơi mà gọi là chỉ có Chúa Trời thấy được, biết được. Nó băng đằng vượt núi, nó đi rất nhanh, nó chạy rất mau, rất xa, nó hoàn toàn sống những nơi là không thể nào tìm nó được. Cho dù con sư tử hay bất cứ ai đi săn cũng không thể gặp được, vì nó ở vùng dưới rất hiểm trở, nơi đó chỉ có Chúa thấy được. Đây giống như bí đời sống của chúng ta, trong những hoàn nạn, trong những cái hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể là làm cho mình mạnh hơn chăng? Trong những sự thách xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, ông Gióp nói rằng là dù Chúa giết tôi cũng nhờ cậy Ngài. Cảm ơn Chúa. Cái là có một cái đức tin xác quyết như vậy đó, bám lấy Chúa, tin cậy Chúa, tìm kiếm Chúa, trông cậy Chúa, và đó là điều Chúa đẹp lòng. Cho nên trong cái những gì mà ông Hàm Phúc đã tâm tình ông trình bày thì mình thấy rằng là thật sự ông xứng đáng cái tên là người được ẵm ôm. Cái tên gọi người được ẵm ôm là người đẹp lòng Đức Chúa Trời, người được ôm cái mặt Đức Chúa Trời. Đó là những phẩm chất, đây là những cá tính, đây là những mỹ đức mà chúng ta cầu xin cho mình trang bị học hỏi. Có một đức tin mãnh liệt, ông có một cái sức mạnh mãnh liệt trong cái hoàn cảnh thời thế thời cuộc thăng trầm suy sụp hưng vong ngạc ngược ngang ngược, ông vẫn vững vàng. Ông biết Chúa sẽ làm việc đó, chắc chắn sẽ làm việc đó, sẽ thay đổi thời cuộc, thay đổi đất nước của ông. Ông Chúa ngày hôm nay trong tình hình của thời thế thời ngày sau rút, đặc biệt tại Việt Nam, chúng thấy rằng là bây giờ đạo giả Christ giả tà giáo đạo biết cái đời mẹ mà bao nhiêu điều gì hằng xảy ra, và xã hội bây giờ đang rúng động với những cái gì thực phẩm nguy hiểm độc hại, những con người mà giá ác vô cùng, rồi những cái điều mà ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, người ta đang lao đao, đang lo lắng, đang hoang mang. Và trong thời kỳ này chúng ta đang sống một cái bối cảnh là rất buồn đặc biệt. Cầu xin Chúa cho chúng ta bám lấy Chúa. Hỡi Chúa, khi con nghe những danh tiếng Ngài con sợ hãi. Hỡi Chúa, cho dù con xảy ra điều gì đi nữa, cho dù thế giới đang sắp sụp đi nữa, con cũng tin cậy Ngài. Cho dù mọi điều đang dường như là kinh khủng trước mặt Ngài, nhưng giữ lòng con với Chúa, xin Chúa hành động, xin Chúa ra tay, xin Chúa giấy công việc anh nhiều các năm, xin Chúa giấy công việc anh nhiều các năm, xin Chúa cho chúng ta có kinh thần nhìn thấy lịch sử của Chúa, lịch sử của Kinh Thánh, sự phát đạt hà hùng lớn lao quyền năng của Chúa, xin cho các đầy tớ của Chúa tổ phụ chúng ta mà tiếp tục trinh cậy Ngài, bám lấy Ngài, trông chờ một cái lớn lao như với quyền năng Đức Thánh Linh, trông chờ một cái sự giải cứu lành từ Đức Chúa Trời. Chúa là đấng luôn luôn có một cái thời điểm tốt nhất, chương trình tốt nhất cho mỗi lời của chúng ta, mỗi cái lời cầu nguyện của chúng ta. Quan trọng là chúng ta có nơi cao của mình hay không? Quan trọng là chúng ta có chấp nhận mỗi nơi là một nơi cao của mình. Tại Quảng Nam, tại Nga, tại Mỹ, tại Hoa Kỳ, khắp nơi, mỗi chúng ta là hiện giờ là một người đang đứng trên nơi cao của mình. Hãy trở về vị trí của mình, hãy đứng trong vị trí. Chúng ta nói, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va làm điều lành khác trong xứ của nuôi sự mình mà sự thành tính của Ngài. Tôi nghiệm thấy những lịch sử, những con người được phát ưng, thành công, tài năng, những người được đại dụng á, họ đều trải qua một thử nghiệm này. Họ đều chăm chung, chờ đợi, kiên nhẫn, hy sinh, nhịn nhục vượt qua gian khổ, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nghiệt ngã, yêu hốn, dằn vặt, bởi vì họ đang ở trên nơi cao và chờ thời điểm của Chúa.
Cho nên chúng ta thấy là mỗi chúng ta đều ở một vị trí là một đề cao của Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta là một thành viên, là một chiến sĩ, một người tôi tớ của Chúa đang đứng một vị trí tại địa phương của mình, tại vùng làng của mình. À, tôi thấy chưa, tại Sơn Nguyên đây, tôi còn 7 xã, một xã gần 5.000 người, biết bao nhiêu người. Sơn Hòa này gần 60.000 người, cả thành phố Nguyên gần cả triệu người. À, mình đang đứng ở một cái nơi, tầm bóc mà nhìn thấy rằng, ôi Chúa ơi, chúng anh con, bao nhiêu linh hồn. Bao nhiêu linh hồn. Và chỉ có khi có người nào đứng trong vị trí này, trong sự hoàn thiện rồi, Chúa chắc chắn Chúa sẽ dùng chúng ta. Ngày xưa Chúa nói khi ta treo lên khỏi đất, ta kéo một người đến cùng ta. À, khi Chúa Giêsu có thăng thập tự giá rồi, khi Chúa trong vị trí quyền năng phép lạ rồi, thì người nhiều người đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Tiên tri Habakkuk đã cho ta một cái bài học. Ông như một, dù có xảy ra điều gì nữa, dù có thời thế, có bế tắc, có ảnh hưởng đến mọi điều, nhưng mà ông tin cậy Chúa. Và Chúa ơi, Ngài là đấng con trông cậy Ngài. Ngài sẽ làm mọi điều cho đất nước chúng con, cho chức vụ chúng con, hội thánh của chúng con. Ngài khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Chúa khiến, chúng ta cũng không làm được đâu. Nếu mà Chúa thử thách chúng ta trong một cái vị trí nào đó, trong một cái chỗ khó khăn nào đó, nếu không bởi ơn Chúa, chúng ta cũng không làm được đâu. Thì sẽ qua một thời gian nghiệt ngã. Tôi nhớ ngày xưa ông mục sư Branky, ông qua Phi Châu á, thời ông còn trẻ thì cũng thất bại nhiều lắm, đau khổ, thiếu thốn, dằn vặt, đói, đủ mọi vấn đề. Nhưng mà ông biết đó ý của Chúa, cũng sẽ đứng tại nơi sức mẹ đó và hầu về Chúa. Bao nhiêu tháng qua, năm tháng qua, Đức Chúa Trời chúc phước cái tâm lòng của ông, cứu hàng triệu triệu người. Chiến dịch của ông đi đâu giải cứu triệu triệu người tin Chúa, giải cứu chữa lành. Nên mỗi người đều có một vị trí mà Chúa đặt để chúng ta trên nơi cao của mình. Mỗi người có một đôi chân như chân con hươu. Chúng ta sẽ băng ngàn vượt núi, chúng ta sẽ băng sương vượt gió, chúng ta vượt thác vượt đề, chúng ta sẽ vui mừng vì mọi sự Đức Chúa Trời có thể làm được tốt lành cho chúng ta. Sự vui mừng là một sức mạnh, sự trông cậy là một sức mạnh, sự lạc quan tin Chúa là một sức mạnh. Cảm ơn Chúa. Thấy được cái đời sống của ông Thi Habakkuk này, và thấy được cái tâm tình của ông, cái tấm lòng gánh nặng của ông. Và chúng ta suy nghĩ là ngày hôm nay hơn 1.400 năm đã trôi qua rồi. Cái lịch sử sách Habakkuk này viết từ năm 605 đến năm 597 trước Chúa. Bây giờ thì Chúa nói là tội ác ngày càng gia tăng nhiều hơn nữa. Thời thế thì càng ngày cũng nguy hiểm hơn nữa. Có thể ảnh hưởng đến chiến tranh thế giới lần thứ 3, hoặc là ảnh hưởng đến nhiều điều khác rất là lớn lao trên nhân loại toàn cầu. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mình có cái nhìn như nhìn tiên tri Habakkuk này. Hỡi Chúa, con nghe danh tiếng ngày con sợ hãi. Chúa ơi, xin hãy làm gì cho nước chúng con, hãy làm gì đó cho đình chúng con, hãy làm gì đó cho hậu thánh của chúng con, cho vùng đất của chúng con, hãy làm gì đó cho phòng cầu toàn cầu này, hãy làm sẵn cho Chúa qua chiếc vụ của chúng con. Xin Chúa hãy hành động. Hỡi Chúa, xin ngày giấy công việc giữa các năm. Ồ, cảm ơn Chúa. Chúng ta không bị sung sướng rằng là Chúa đồng hành với chúng ta. Chúa amen lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa sẽ hành động, Chúa sẽ trả lời. Chúa ban năng quyền lớn là ân tứ phép lạ, là Chúa lành, người què được đi, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người chết sống lại, ma quỷ hả mấy điên cuồng mà Chúa lành được giải cứu. Chúng ta đang dần mò trong chức vụ này, đang thấy các khái lẻ tẻ trong chức vụ này. Xin Chúa cho mình dậm thấm nhiều hơn nữa, chỉ cơn mưa của Chúa đến chúng ta nhiều hơn nữa, phòng cầu nguyện toàn cầu này, mỗi chức vụ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, sự hình thành phòng cầu nguyện toàn cầu đem cho chúng tôi nhiều khích lệ. Tôi cũng thấy được mình lớn lên trong phòng cầu nguyện này, có nhiều anh em được gây dựng khích lệ, nhiều năng đề được chữa lành, được khích lệ lắm. Chúa gia tăng hơn nữa, mình đang đánh trọng này, mình đang ở trong cái vị trí mà ở trên các nơi cao này. Trong khi bây giờ người ta đang vui chơi, người ta đang ngủ, đang sinh hoạt, đang sống cách bình thường, mình lại cầu nguyện, mình lại hiệp chung với nhau bởi danh Giêsu, mình cầu nguyện, cầu hai mình mang cái nặng của Chúa, mang cái nặng như là tiên tri hay cũng mang cái nặng. Cảm ơn Chúa, đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngài sẽ giúp chúng ta, Ngài sẽ hành thành cho chúng ta. Vừa qua nghe thông tin của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu ở Việt Nam sắp được hình thành, cảm ơn Chúa. Bắt đầu Chúa đang kết lại,
và nhân dân các tỉnh miền Trung, miền Bắc, tất cả đều mỗi nơi đều có một phòng cầu nguyện, có một cái chốt canh cầu nguyện, có một tháp canh cầu nguyện. Chứ như Habacuc, Habacuc nói sao? Tôi đứng nơi vòng canh, chôn chân nơi đồng lũy, đừng xem ngày bảo tôi điều gì và trả lời thế nào từ này. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đến lúc bắt đầu phong tỏa chiến trường, phong tỏa hiện trường, thành lập những đội cầu nguyện, phòng cầu nguyện liên kết với nhau. Chúng ta cũng đang trong thời kỳ như ông Tiên Tri Habacuc thôi, nó cũng giống nhau, gia tăng tội ác nhiều hơn nữa. Xin Chúa cho chúng ta có cái bước đi vững chắc, nhìn vào Chúa và xin Chúa lập phép lạ qua chúng con, nhắm lời cầu nguyện của chúng con, xin cho chúng con thấy được Ngài sẽ trả lời. Chúng ta là khích lệ vì Chúa luôn có cái cơ sở lớn lao hứa hẹn, nếu chúng ta cứ trung tín việc nhỏ, cái nào tin ta sẽ làm, ta làm được lớn hơn người ta về cùng trời. Ồ, cảm ơn Chúa. Theo như lời Kinh Thánh nói, mình trung tín từng việc nhỏ thì mình sẽ được nhận những việc lớn. Cho nên qua suốt những năm tháng trong chức vụ, trong sự cầu nguyện làm chứng, tôi thấy bây giờ lại Chúa con, bây giờ con nói thật với Chúa, con làm chứng từng người con, nó lâu quá chưa, xin Chúa hành động cho con lớn lao năm quyền chứ. Nhưng phía giờ một lời giảng ông có 5.000 người tin Chúa, tại cách đồng năm quá rộng lớn chưa, 90 triệu người là, và khắp nơi trên Hoa Kỳ, trên khắp nơi nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy trung tín việc nhỏ, hãy như là một người tiên tri đặc biệt Chúa Trời, một người được ơn, một người được ơn Đức Chúa Trời. Tiên tri Habacuc này, chúng ta học tinh thần của ông, chúng ta trở về cái lịch sử xa xưa này để rồi thấy rằng là Chúa luôn trả lời cho Habacuc hoặc như vậy. Và trong những sự khó khăn, trong những sự bế tắc đường cùng, ông vẫn tôn cao Chúa. Chứ đồng nói ví dầu không còn gì nữa cả, hết gạo, hết tiền, hết củ, hết cơm, hết xăng, ví dầu hết tất cả mọi điều, nhưng mà ông vẫn vui mừng trong Chúa. Cả ông Chúa là cùng quá. Chúng ta suy diễn qua đến ngày hôm nay đi, hãy bình tĩnh lại. Cái trời luôn luôn có thì giờ thứ 25 trong một ngày. Ngài không bao giờ trọng trễ lời hứa của Ngài. Ngài sẽ thành tín vô cùng. Suốt bao nhiêu năm hầu Chúa, bao nhiêu năm theo Chúa, biết bao nhiêu người làm chứng lại, Chúa rất thành tín với chúng ta. Ngài rất đem lòng chúng ta ở trong cái điều mà Ngài đặt để Ngài chọn lựa, Ngài sử dụng, Ngài tôi luyện. Chúng ta không nao sờn như Tiên tri Habacuc này. Ví dụ hiện giờ không có gì nữa cả. Ví dụ hiện giờ như ông Gióp, bò chết, liên chiên chết, nhà cửa con trai con gái chết hết. Cảm ơn Chúa con vui mừng trong Chúa. Cảm ơn Chúa con vẫn tin cậy Chúa là đấng tốt lành. Cảm ơn Chúa dù Chúa giết con vẫn nhờ cậy Ngài. Cảm ơn Chúa, Tiên tri Habacuc đã để chúng ta nhiều bài học rất là ích lợi, rất là hay. Tôi thấy, tôi suy gẫm lại, thấy cái tinh thần của ông và Đức Chúa Trời đã nhận lời cầu nguyện từ lúc ban đầu. Nguyện những ngày tới này, khi chúng ta suy gẫm về Tiên tri Habacuc, suy gẫm về cái bối cảnh lịch sử của ông, giống như chúng ta ngày hôm nay lắm, mình thấy là nó giống ghê lắm, áp dụng, xin cho chúng con tỉnh thức càng hơn, sốt sắng càng hơn, mạnh mẽ càng hơn, để rồi chúng ta sẽ được vững vàng trong cái chức vụ của mình. Không có gì khó quá cho Chúa cả. Chúng ta đang đánh đặng và chúng ta sẽ tháo gỡ, chúng ta sẽ giải cứu, sẽ chữa lành, công bố rằng chúng ta sẽ kết quả cho Chúa. Xin Chúa giới công việc này trên đời sống của chúng ta. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho chúng ta trong cái suy nghĩ gặp lời Chúa tối hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư anh Mai Đông. Còn đó anh Mai Đông. Sao máy của anh nhỏ vậy? Mời anh cầu nguyện đáp ứng lại sứ điệp ha. Ok. Cảm ơn Chúa. Mọi người là ví tôi trong sự cầu nguyện ạ. Amen. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì ơn lành Ngài ban phước đến hết thảy anh em chúng con trên phòng cầu nguyện toàn cầu này. Cảm ơn Chúa vì một buổi tối phước hạnh. Chúng con hết thảy để được một lần nữa chúng con được trở lại với lời của Ngài. Quả thực, lời của Chúa đã đánh động vào thẳng chính đời sống của chúng con, chính tâm linh, tâm hồn của chúng con. Chúng con nhận biết rằng, quả thật, trong cuộc sống chúng con
Chúng con phải biết nương dựa vào nơi Chúa. Chúng con phải biết trông cậy vào nơi Ngài, nắm chắc cái quyền năng Thánh Linh của Chúa Ngài đang ban cho chúng con thế nào. Thế rồi chúng con sử dụng đời sống của chúng con làm sáng lên Chúa trên đất này. Chúa ơi, trong mỗi đời sống của chúng con nhìn thấy rằng mỗi đời sống của chúng con phải là là muối của đất và là ánh sáng của thế gian. Chúng con phải đem tình yêu của Chúa Giêsu, đem tin lành của Ngài để giao ra cho dân tộc của chúng con, đồng bào của chúng con, dòng họ của chúng con, người thân của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa một lần nữa lại cũng kết hiệp hết thảy chúng con lại để chúng con có tấm lòng hiệp chung đồng một Thánh Linh, đồng một thân thể, để rồi chúng con cầu nguyện, cầu thay, cầu thế cho nhau. Để trong những ngày tới chúng con nhìn thấy khải tượng Đức Chúa Trời đang sử dụng chính đời sống hết thảy anh chị em chúng con trong phòng cầu nguyện toàn cầu này. Thế rồi qua một vụ này, Chúa ơi, chúng con biết rằng qua một vụ này, Chúa Ngài sẽ làm thành ý muốn tốt lành của Ngài và vương quốc Chúa sẽ được mở rộng trên đất nước Việt Nam của chúng con. Nơi nơi mọi người, mọi điểm nhóm đều được cùng hiệp chung nhau cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin những ngày tới Đức Chúa Trời Ngài ban phước dư dật trên tôi tớ của Chúa, trên mục sư Hưng, mục sư Kiệt và mục sư Tuấn, cùng với anh em, anh chị em chúng con đang đồng công trong công việc nhà Chúa. Chúng con cầu xin Chúa chúc phước một cách đặc biệt vào ngày thứ hai tới. Để rồi thần của Chúa Ngài ngự trên hết thảy anh em chúng con trong chương trình lễ ra mắt văn phòng đại diện phòng cầu nguyện toàn cầu tại Việt Nam. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con nguyện xin ý Chúa được nên trên hết thảy đời sống của chúng con. Chúng con dâng sự vinh hiển, mọi sự ai nghi cao cả thuộc về Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đông. Amen. Xin chào cả nhà ha. Có mấy cái máy mới này. Muốn được làm quen với mấy anh chị em mới vào phòng ha. Xin chào cả mục sư nha. Chào mục sư Hưng. Dạ, chào cô. Xin chào các thầy anh chị trong phòng. Hôm qua không vào được phòng vì hôm qua nhóm nhân sự. Chào chị Thu Trang. Chào chào con gái của mục sư Kiệt. Dạ. Đúng rồi. Chào anh Trinh. Chào. Rồi. Yeah. Nó... Chúa ban phước cho cô Trang nha. Phòng cầu nguyện rất là vui được gặp cô Trang ở đây. Dạ. Chúa. Con muốn vô rồi nhưng con không có thời gian với lại không có biết cách nào để vô hết. Chúa. Chào mục sư Tuấn, chào sư Tuấn, chào mục sư Long. Dạ. Thầy đông người quá. Còn một cái máy ai nhắn tin mới cho chồng cả cái nhà cầu nguyện. Chào cô Phương. Dạ, chào mục sư. Một cái máy của cái anh chàng đẹp trai mới ra rồi. Phúc Linh là ai nữa? Phúc Linh là anh Việt. Chào mục sư mục sư Long ha. Chú Ban Phước, chú Long. Sư Long. À, xin chào cả phòng. Thấy mục sư Long vào lâu rồi. Xin chào mục sư Tấn. Chúa tiếp tục làm việc lớn lạ trong giữa vòng chúng ta. Amen. Amen. Chúa. Hello anh Tấn. Chơi, chào chị Phượng. Dạ, hello anh Mai Đông. Chào chị Phượng. Hôm hôm tham dự cái chương trình các em nhỏ ở trên Tây Ninh. Nhưng mà rất tiếc cái đường dây nó không có được tốt ở trên đó cho nên nó bị chập chờn quá. Do vậy cũng thâu được lại được mấy cuộn phim để làm kỷ niệm với lại tài liệu để mình nhớ đến cầu nguyện cho các em ở trên đó. Yeah. Rất là tội nghiệp. Những cái căn nhà chỉ có cái đất đó chắc không phải là thuộc cái đất của họ đâu. Ở ven biển mà. Chắc ở tạm đó thôi. Nhà coi như là nhà thì không biết ở đó được tới lúc nào. Mà cũng không được, không có quốc tịch nữa. Và các em nhỏ không à.
7-8 tuổi, 8-9 tuổi, 9-10 tuổi, chỗ đó thôi. Đông lắm, có khoảng 170, trên dưới 170 em ở đó. Mục sư Long lên đó để phát quà, bánh, đồ ăn rồi cho em, các em trên đó. Đúng là họ không có trường học gì ở đó hết trơn á. Thì trên mục sư Hoài á, mục sư Hoài gửi có hai cô tự nguyện đến đó để mà lo dạy lời Chúa với lại dạy cho các em trong vấn đề chữ viết. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Hy vọng sắp tới phòng cầu nguyện mình cũng có phần nào để dự phần vào để giúp đỡ các em ở trên đó. Thấy cảm động lắm, mặc dù các đêm hôm cũng có một số đông người trong phòng cầu nguyện mình lên để dự phần với các em cho đến khuya. Hồi hôm em thấy cái khúc mà tội nghiệp một sư Hoài hỏi á, con có nhận chưa, con có quà chưa, giờ đó nó cũng không biết luôn. Đông quá rồi, hình như là chưa có quen đó, cho nên nó họ không biết là đứa nào có nhận được quà, có đứa nào chưa, nó chen lắm một sư quá chừng. Một sư hỏi con có nhận quà chưa, không có. Có thật chưa? Ra mình muốn gom lại cũng rất là khó, phải có cái phòng mà gom các em vào phòng. Xong rồi những người đứng phát quà đó đứng ngay cái cửa, xong rồi đứa nào đi ra cái phát, đưa ra cái phát. Đứa chỉ sợ là một đứa thì có nhiều quà lắm mà một đứa thì cuối cùng không có được biết nào hết trơn. Thầy cảm ơn Chúa. Mục sư Hoài vẫn chưa về anh? Chắc nay mai gì đó mục sư sẽ về. Tôi cũng chưa có hỏi mục sư. Dạ. Đấy, tội nghiệp các em ở trên đó. Phần lớn chắc có thể là đi qua bên Campuchia thì phải. Vì xong rồi sống không được, bây giờ về trở lại bên đây. Mấy đứa đó là nó mồ côi hay là có cha mẹ nhỉ? Có cha, có mẹ. Chắc cũng có một số ít mồ côi thôi, nhưng mà phần lớn là có cha mẹ hết á. Nhưng mà mình biết cái hoàn cảnh của họ rồi. Nhiều khi cha mẹ lo cho chính mình còn thấy khó khăn rồi. Lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Mà tội nghiệp phải dùng sâu dùng xe lại đâm con. Chưa gửi người đem mana tới. Cảm ơn Chúa có cái chương trình này, đúng mới vào được tới trong đó chứ làm sao vào được tới trong đó. Để biết được người Việt mình cũng có một số đông người vẫn còn tình trạng giống như vậy. Đâu biết được đâu. Vừa thiếu thốn mọi mặt mà vừa bị mù chữ. Cầu nguyện cho có cô giáo về học các cháu túc trực lâu dài luôn á. Giờ từ lớp 1 đến lớp 5 nếu dứt hết văn hóa cấp 1 đã biết phải đọc viết viết cũng được tạm thời á. Vì đông quá mà. Cô giáo kia thì về Thục Linh không biết có dạy học rồi có kèm thêm rồi có phải có chỉ giúp được cô có để cô có ăn uống sinh sống rồi qua ngày lo cho cháu. Hiện tại hai cô giáo vẫn chưa có chỗ ở nữa, giờ có thể ở tạm đâu đó ở một chỗ một cái liều này vài ngày, cái liều kia vài ngày cũng có thể như vậy. Giống như là liều thôi à, chứ không phải là nhà đâu. Dạ, chê tạm ở thôi. Tạm bỡ quá. Nếu mà họ giải thích lại mình không thấy được đâu, nhưng mà mình thấy cái cảnh mà mình nhìn thấy mình chứng kiến. Đúng được rồi. Hôm đó mình mới mắt mình thấy chứng kiến được, cảm động thấy được. Không cảm động nhiều cho đến khi mình đặt con cháu của mình vào cái vị trí đó thì mình sẽ đúng thấy rồi được. Đó mới thấy đâu thân thương người của mình vào mới thấy đau khổ mình. Rồi một chút xíu cũng nhờ phòng cầu nguyện mình cầu nguyện cho các em ở trên đó. Chúa cũng có cái chương trình đưa người tới giúp đỡ ở trên đó. Hai cô giáo không biết làm chịu nổi không? Một sư Hoài đêm hôm là thấy tình hình ổng không chịu nổi rồi. Ý là có anh Tài đi để giúp một sư nữa. Chào cô Thúy Trương. Mới thấy Thúy Trương. Dạ cô Thúy, chị Thúy vào nãy giờ cũng lâu lắm rồi. Mà từ đầu tới giờ mà nãy giờ không có lên tiếng.
chưa? À, làm chưa? Lý có đó không Lý? Dạ. Lý cầu nguyện cho sức khỏe anh Tuấn nha. À, tối nay sáng đêm hôm ho sáng đi không biết được ngủ miếng bao nhiêu không biết nữa. Sáng nay tưởng đâu mất tiếng mà chú cho có tiếng. Tối ba thức mấy giờ? Cũng không nhớ. Nhờ, nhưng mà cũng có ngủ chắc cũng có ngủ đó. Nhưng mà thấy hơi yếu. Dạ. Chào chị Thảo à. Chưa. Tâm sư Tuấn. Đồng quê à. Mai Đông. Chào Hồ Lan. Lan chào mục sư. Lâu quá. Các chị em khỏe không? Dạ. Dạ cảm tạ Chúa con khỏe, hai mẹ con khỏe ạ. Dạ. Dạ cảm tạ Chúa là con muốn làm chứng làm đầu năm vừa rồi mà hai mẹ con được phước của Chúa, con gái con bắt đầu tham gia chương trình thờ phượng Chúa trong ban thanh niên. Bé Hứa Chị bắt đầu hướng dẫn chương trình ca ngợi cho toàn hội thánh luôn. Cầu nguyện tiếp xúc cho bé được sự dạn dĩ trong công việc hầu việc Chúa. Bước đầu khởi đầu là thờ phượng Chúa, tham gia cùng mấy anh em trong những ca ngợi. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bé năm nay 12 tuổi anh, nhà mục sư. Nhỏ, cảm ơn Chúa. Đi hòn à? Dạ, trong hội thánh đám thanh niên thì bé là nhỏ nhất. Sinh viên đại học đi làm thì bé là nhỏ nhất. Dạ, cảm tạ Chúa. Dạ, và bé được Chúa chúc phước cho nói chung là sức khỏe tốt, học mức trung bình thôi nhưng mà năng nổ việc Chúa. Amen. Cầu nguyện cho hai mẹ con em được sức khỏe tốt. Là bữa nay bên này cũng bắt đầu lạnh lắm, trời tiết lâu nhưng lạnh, hai mẹ con cũng ẩm vạt đó mà. Như mọi người chưa biết chị Thảo đang ở Đài Loan. Dạ. Yeah. Dạ, mọi mong mà chúc mọi người trong phòng cầu nguyện một năm mới mọi sự bình an. Từ Tết đến giờ con bận hội thánh cả hai bên, con không có rảnh, hôm nay mới vào được. Mong phòng cầu nguyện trong năm mới được mọi sự được nhiều người tham gia vào phòng hội cầu nguyện hơn và được tôn vinh Chúa, đó là niềm vui hạnh phúc nhất. Cảm ơn Chúa, cũng nhân Chúa thêm sức mới cho cô và con cô đi dẫn những mãi trong đức tin trong Chúa. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ. Cô Thư Trang đang ở Đại Hàn phải không ạ? Thế có tiếng Hàn Quốc không phải mình đang phải không ạ? Mở máy lên mới nói nghe. Rồi đó cái máy mở đó cô Trang ơi. Dạ. Cô Trang đang ở Đại Hàn phải không? Ở Nam Hàn. Dạ con đang ở Nam Hàn. Cảm ơn Chúa. Ở gần chỗ mục sư Giang Kỳ Chôn vậy? Dạ cũng gần ở đó, dạ gần. Có đi hội thánh đó không hay là đi hội thánh khác? Dạ không đi hội thánh khác. Dạ. Ai cũng ước ao được một lần đến đó để thăm hội thánh đó. Đó. Hội thánh đó quá được nhiều nhiều phước. Chú ban phước nhiều lắm. mục sư biết ông mục sư Thiện không ạ? Kêu anh bằng anh Tuấn được rồi, không phải mục sư đâu. Không biết. Dạ. Không biết mục sư. Mục sư Lê Phước Thiện á. Mục sư ở Nha Trang hả? Dạ. Mục sư Lê Phước Thiện ở Nha Trang đó phải không? Ông mục sư Lê Phước Thiện ở bên Mỹ, ở Chicago á. Thế là... Rồi, không biết anh Tuấn đang ở tiểu bang khác, tiểu bang Washington. À dạ. Dạ, không biết. Bà có quen mục sư đó có hả? Chị có cần gì đến mục sư đó? Ông mục sư Thiện, ông bà mục sư Thiện cũng đang ở bên đây học việc Chúa ở bên Hà Đại Hàn ạ. Cảm ơn Chúa. Ở Nam Hàn là quá tuyệt vời rồi. Dạ, yeah, Nam Hàn số người tin Chúa rất là đông. Chúa còn phước nhiều lắm. Hội thánh bên Nam Hàn. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa cho qua Nam Hàn chứ không Chúa đưa qua Bắc Hàn là tiêu rồi. Cảm ơn Chúa. Cô Trang đi du học hay đi làm gì mà qua bên Nam Hàn? Đi diện nào? Dạ, con lập gia đình qua bên đây ạ. Cảm ơn Chúa.
con trai đẹp trai quá, cảm ơn Chúa. Amen. Chúa xin ban phước cho con. Chúa. Rồi mình sẽ cầu nguyện cho thứ hai này, mình sẽ chính thức thành lập cái chi nhánh của phòng toàn cầu. Không phải chi nhánh đâu, đó là nó kêu bằng đang suy nghĩ cái từ headquarter là cái trung tâm chính của phòng cầu nguyện nằm ở Việt Nam á. Văn phòng đại diện Việt Nam ấy, trung chính. Dạ, văn phòng chính ở Việt Nam. Còn ở Mỹ không có đâu, nó chỉ có trên mạng thôi à. Thì bây giờ cầu nguyện Chúa cứ mỗi năm Chúa cho một tỉnh Sài Gòn, miền Tây, miền. Nhưng mỗi năm là lâu lắm. Mỗi năm là mình tới mình gặp Chúa chưa nó xong. Mỗi năm là phải có nhiều cái một lần. Cái Chúa cho mỗi một tỉnh thành là đều có phòng toàn cầu hết, phòng cầu nguyện hết. Chuẩn bị là một tháng sau là có hết gì đó, có sẵn rồi, bây giờ cơ cấu qua gì đó. Chỉ cần có một vị lãnh đạo với lại có thư ký với ban thủ quỹ thì bắt đầu mình có thể thành lập và từ từ cái có người đứng vào cái, trong cái những cái mục vụ mà đi ra. Giống như chỗ một sự kiện bây giờ thì có chị Thúy rồi, có chị Lan, có một số anh khác nữa. Yeah. Có nhiều người đứng ở đằng sau đó mình không thấy mặt, nhưng mà họ có họ cực hơn những người đứng ở đằng trước. Chưa. Chào một sư Tuấn á, một sư Tuấn ở Hà Nội Hải Phòng nữa, quên rồi. Một sư Tuấn ở Hà Nội. Hải Phòng. Hải Phòng cũng có Hà Nội hả? Hải Phòng chưa có. Khỏe không Bụt Sư Tuấn? Dạ vâng, khỏe ạ. Ở đây đang cầu nguyện là thanh niên, thành ra là không dám mở. Sợ buồn. Dạ. Chào các mục sư và chào anh Tuấn. Chào tất cả mọi người. Chào mục sư Tuấn. Xin chào cả nhà nha. Chú Hồng Phước, chị Thúy ạ. Mục sư Hưng với mục sư Tuấn thứ hai này có vào văn phòng đại diện không? Chưa, mà vào tại nhà thôi, trên mạng nữa. thứ hai 9 giờ sáng ha. 9 giờ sáng ở bên đó Tuấn sẽ mở phòng mình lên, xong rồi mình đi vào. 9 giờ sáng là mấy giờ Việt Nam anh Tuấn nhỉ? Dạ 9 giờ sáng Việt Nam đó. Thứ hai 9 giờ sáng Việt Nam. 9 giờ sáng Việt Nam. Dạ. Thường thường Tuấn nói giờ Việt Nam mà Tuấn nói giờ mình. Là 6 giờ tối chủ nhật bên mình. Vâng. Thì Tuấn ơi, đi chưa? Dạ. Chị Trương có mời một sư Tuấn lo tiền vẽ khứ hồi luôn. Vô liền. Một sư Hưng có vô không? Có chứ, bây giờ nếu đi một sư Tuấn đi chứ đi ngày đầu tiên khai trương mà đi tốt cái gì đâu. Đừng ngay dạ. Ngày. Ở bên đó, bên đó một sư đi máy bay vô nhanh lắm hả? Dạ hơn tiếng hồ à, tiếng lượng hồ nè. Trời, cảm ơn Chúa cho một sư khỏe để đi vô dự lễ khai mạc. Dạ, có mặt thì đầu tiên thì hay, ý nghĩa. Dạ, cảm ơn Chúa. Với máy bay mình đã mắc không ạ, một sư? Dạ, từ Phú Yên vô đó khoảng, mà thường thường thì tối đa là 3,5 triệu. Nhưng mà mua vé gọi là vé, thường thường thì có 2 triệu. Với rẻ đó, 2,7-8 triệu à. Để mình hỏi lại thử, để mình đăng ký trước á. Một chuyến bay có 2 vé giá rẻ đó. Giờ nếu một sư bay từ đó vô Sài Gòn mấy tiếng hồ? Dạ khoảng từ Phú Yên vào thì khoảng tối đa là 3 tiếng à. 3 tiếng mà 2 triệu. Nếu mà đi được thì đi tham dự lần đầu tiên. Anh em thông công vui quá chứ có cơ hội. Cảm ơn Chúa. Chưa.
Nhưng mà mục sư Tuấn có đi được với mục sư không? Mục sư Tuấn đi đâu, mục sư Tuấn? Rồi, mục sư Tuấn như cái máy bị tắt rồi, mục sư đặt chứ. Mở rồi, mục sư Tuấn. Dự không? Đi vô Sài Gòn dự ngày khai mạc ngày thứ hai không? Thì nếu đi được thì đi, cũng dễ hơn. Rồi em đi rồi quành về em bước vô đồng quán cầu nguyện. À. Em thấy ở chỗ cái đồng, ở chỗ Đồng Nai đó đồng quán nhiều quá, chỗ mấy đứa em đi không? Ở Tây Ninh chứ. Sông à? Sông nước không? Không mà nhớ mình đi đi xe xe lửa tàu hỏa thì từ Phú Yên vào đó đi vua đi vào đi về lương khoảng tối đa là coi 700 cái mềm khoảng đi về luôn là khoảng 2,5 triệu à, đi vô đi về luôn á, đi tàu hỏa đó. Thì một sư đi máy bay thì nó cũng giống máy bay rồi một sư, nhưng mà máy bay đi lâu hơn vậy thì, nó, vậy thì cái giá như một sư nói nó cũng giống giống máy bay rồi. Dạ tương đương này. Máy bay đi một tiếng thôi, còn đi về. Ủa máy bay là cái một sư đang nói là nó chỉ có 1 triệu thôi hả? Đúng rồi, 1 triệu thôi đó. 1 triệu khoảng 2 triệu 7 hay 8 tối đa là. Vậy là nếu đi về tới 4 triệu lận rồi. Đây em tưởng đâu vừa đi vừa về luôn có 1 triệu. Tối nữa tối đi về sáng mai tới sớm tới ga Hòa Hưng rồi mà đi taxi về địa chỉ anh em là khoảng 7 giờ tới nhà anh em. Ồ, một số hôm nay bao nhiêu cây số mà à, gần 700 cây số mà à. Đúng, siêu hơn 700 cái chỗ tôi là gần gần ngàn cây đó. Xa hơn nữa ha. Thì một tên sư tính còn xa hơn nữa. Xa hơn nữa. Thôi cầu nguyện đi chú cho ông sư ơi, chú cho tiền. Dạ. Hết kịp rồi, bữa nay là chỗ tôi là 1,5 này. Bữa nay là thứ 7 rồi, còn 1 ngày nữa là tôi ra. Tối thứ nhật đi được, sáng thứ hai tới sớm, 5 giờ sáng thứ hai tới là đi tàu, 5 giờ sáng thứ hai tới. Lấy một xe. Dạ, tối thứ nhật có tàu đi. Cầu nguyện đi nha, gặp chiến sĩ Kiệt nha. Nè em thấy một sư Kiệt. Một sư Kiệt đăng ký ngay á, đăng ký ăn 40 ngày nha, chắc ông cũng chắc đang bận biểu gì đó chứ không thôi. Bữa nay được ngày thứ 8 rồi. Rồi. Dạ tính phụ luật sư đưa ra được ngày thứ 8 rồi. Chị tính mà chị có bị đói bụng không vậy? Người tính có khi đói bụng hơn ấy. Bây giờ một sư Tuấn với mình ghi những ăn đề của anh chị em ha. Để mình tiếp tục mình cầu nguyện, còn thời gian cầu hay. Yeah. Cô Hiệp vừa rồi có ăn đề gì cầu nguyện không? Cảm ơn Chúa. Em dạ. Nhờ các mục sư cầu nguyện cho em ngày mai em vào Thái Bình để giảng lời Chúa trong đó. Dạ, vào Thái Bình hả? Dạ. À, dạ, dạ. Gìn giữ bảo vệ và sức giàu trên đời của Chúa. Amen. Dạ. Và xin Chúa cũng tiếp tục phục hồi sức khỏe cho mẹ em ạ. Dạ, dạ. Mẹ em vẫn còn bị đau xương, đau khớp. Nhắc là tên của mẹ, tên gì? Mẹ Đặng Thị Long. À, Đặng Thị Long. Dạ. Và năm nay 75 tuổi. Bây giờ nha, thằng này mới nói về công bố là người nhân dân Chúa Sô mình chúc phúc cho mẹ, đổi tên của mẹ đi nghe. Long là Long Rồng đó. Tên đó vậy? Em cũng muốn lắm. Đúng rồi, không phải làm liền đi. À, tại cái này nó ảnh hưởng thuộc linh đó. Nhưng dạ. Mà sự đúng. Đó, mình không để dây dưa nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bác đó, nó cột rõ cái bệnh bập đập ngoài đó, cho nên phải cắt đứt đi. Dạ vâng ạ. Dạ. Thì trong cái uy quyền của Chúa mình có thể làm được công bố rồi chúc phước cho mẹ thay tên khác. Đặng Thị Linh đi, Linh thì Thánh Linh đó. Dạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì từ mai em sẽ cùng nhận theo cái tên là mục sư Đặng. Dạ dạ đúng rồi, mình xin Thánh Linh đăng quyền. Dạ, amen.
Cảm ơn Chúa. Ừ, em cũng không nghĩ ra điều này. Dạ đúng rồi, tại vì có một trăm nhiều lắm nhưng mà cũng không nghĩ ra điều này thật. À, tại vì vừa lên một đống biết à. Nhờ có Chúa mà thầy mục sư nhắc nhở em. Dạ, vậy có nhiều người cũng biết cảm ơn Chúa. Hello. Dạ. Anh mày đọc. Dương cầu nguyện thêm cho vợ em ấy ạ. Dạ. Xin Chúa thêm sức. Vâng. À, đang sân em đọc cả tên vợ anh quên rồi, ghi lại luôn. Vũ Thị Thương. À đồng Hương ha. Vũ Thị Thương. Bữa nay sáng nói nhà nữa mà nói vợ. Tên trong rồi, tên trong là vợ. Không, em nói nhà em nghe dễ thương gì. Bữa nay về nhà rồi. Đổi cách xưng hô nữa. Vì gọi nhà em thì mọi người kiểu thấy lạ. Thì bởi em nghe nó lạ, em mới nhớ tới giờ. Ôi, chào Mục Sư Long nhá. Mục Sư Long chào bạn. Bữa đấy là chưa sinh, bữa nay sinh rồi. Em nghe chưa? Rồi có đăng đề nè, nếu không anh em cứ nêu lên nha, để anh em chúng ta ghi rồi mình sẽ cầu nguyện, chọn lời cầu nguyện. Mục sư ơi. Dạ, nghe đây, mục sư. Một sư cầu nguyện cho ngày mai con chia sẻ lời Chúa Hội Thánh Củ Chi. Thôi vậy hả? Dạ. Hội Thánh Mục Sư Sĩ. Rồi hả? Mục sư Ngô Tấn Sĩ hả chị? Chị sẽ Hội Thánh Mục Sư Ngô Tấn Sĩ hả? Cái máy quốc linh là của chú Việt hả? Vậy hả? Đúng rồi, chú Việt. Nhờ một sự cầu nguyện cho chị Sáu Đức ạ. À, với Lý Quỳnh Thơm, với một bạn tên là Khánh đang trên đường ở trên mát xuống nhà con mà đi được 100 cây thì xe bị tông vào bị xe vào xe khác ấy. Hai xe đang còn chưa hòa giải được mà bị cùng bị nặng ấy. À, từ sáng từ vẫn chưa chạy và đứng đứng chỗ đấy mà trời lành lắm. Chị Sáu Đức với Quỳnh Thơm với chị Khánh, ba chị em hả? À, Khánh là con trai đấy ạ. Con trai hả? Nhưng chùa giữ chùa bảo vệ trên đường xuống được bình an, bởi phải đi 24 tiếng thì mới tới nhà con. Giữ để cho kịp chuyện thờ phường ngày mai. 24 tiếng. Dạ. Quá sao. Cầu nguyện cho bà của mẹ chồng của chị Sáu thì đang còn bị đau thắt vòng cơ tim ấy. Bác sĩ bảo là phải mổ, bác sĩ dặn cho 4 ngày để chuẩn bị tiền ấy. Hết 60 triệu là thành bán nghìn đô ở bên Nga thì bây giờ nó rất là nhiều ấy. Thì anh chị cũng không có tiền ấy, xin chữa thương xót để chữa làm lòng chữa thả thử mà chữa lành cho bà. Bên đó mình không có bảo hiểm sao cả? Nó không phải, bà không phải ở bên đây mà bà ở Việt Nam anh ạ. À. Mà chế độ Việt Nam thì bảo hiểm là chỉ có mà chơi lâu lắm. Chỉ có xin chữa thương xót thôi. Nguyên để tìm hiểu cùng trung tín cho tơ phường. Chú con ạ, nhóm chú con. Cảm ơn mục sư. Ba tên là Phạm Thị Tử. Phạm Thị Tử rồi. Dạ, hơn 70 tuổi mục sư ạ. Dạ. Chào Hùng nhé Hùng. Chú ban phước cho Hùng. Dạ, chú Hùng hơn tâm. Em muốn nhờ mục sư cầu cho nguyện cho em là con em mai nó đi làm, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa cho nó đi may mắn, cái thứ hai nữa là muốn cháu nó hướng theo Chúa. Cháu Việt Anh được không? Dạ vâng.
Vâng, dạ. Dạ, để cầu nguyện. Chứ vợ chồng em cũng chưa dám nói thổ lộ cho nó lắm, lúc nó nói theo cái ý kiểu nó bảo là bây giờ ba mẹ nghĩ con một mình con nên ba mẹ phải đi theo chùa chứ đi theo đạo chứ không đi sợ con không lo được cái thờ cũng hay sao, cho nên nó kiểu em rất là ngại. Nó nói thẳng với nó. Yeah. Sợ nó tiêu cực cho nên bọn em chưa nói gì cả, chỉ bảo là đấy bọn ba mẹ là kinh cái nào hơn thì ba mẹ sẽ đi, con được tin tưởng như thế chứ không bao giờ ba mẹ lại đi theo là những cái nó kém hơn thế nhá. Dạ. Chỉ mới giải thích qua cho nó thôi, cho nên là cũng nhờ một sư cầu cho nó để cho nó hướng nguyện theo Chúa nhỉ. Dạ. Một sư ơi. Dạ nghe cô Phượng. Dạ, em nhờ sư cầu nguyện cho con trai lớn của em Quách Minh Thiện. Cháu hôm nay bên đây mưa cả tuần á. Cháu đi học, cháu bị cảm. Cháu đi dạy học rồi. Dạ, đi học rồi, về trời mưa mấy ngày nay bị cảm sốt, bị cảm lạnh. Dạ, với cầu nguyện thêm cho cháu. Hôm nay cháu cũng đi tập lái xe thêm. Thầy hôm nay cháu còn học và tập có mấy ngày. Hôm nay cháu sẽ tập trở lại nữa. Xin Chúa thêm sức cho cháu để cháu được khỏe và tập xe và được một sự bình an. Chúa dẫn đường, mở đường cho cháu luôn. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn một sự luôn. Dạ. Bây giờ tạm thời mình cầu nguyện một số vấn đề này trước nha anh Tuấn nha. Dạ. Dạ. Xin phép cả phòng chúng ta hiệp một. Mình cầu nguyện đúng là sẽ một số còn lại sẽ đều một sư tướng sẽ cầu nguyện. Dạ. Chờ chúng con cảm ơn Ngài. Về Đức Chúa Trời lớn lao thì cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa. Ôi. Phải nói là dù núi đồi, dù đồi chuyển núi dời, đồi chuyển một lòng nhân từ ngày, lời giới ước này không bị thay đổi đối với chúng con. Chúa, những thứ gian có thay đổi, dù có điều gì xảy ra nữa, nhưng mà ngày sự nhân từ lớn lên cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, cảm tạ Chúa. Chúng con thấy Chúa thật là lạ lùng trong cuộc đời chúng con. Không bao nhiêu năm tháng theo ngoài thôn kính ngày thọ hội ngày hầu việc ngày. Chúa ơi, vì ngày tiếp tục hiện diện chúng con, nung nấu lòng tin kính của chúng con, nung tình yêu của chúng con, sự sống ngày mới trên chúng con, tiến độ chúng con. Ôi Chúa ơi, bám đi ngày tin cậy ngày, tôn cao ngày hầu việc ngày. Trời ơi, cảm ơn ngài. Trong danh Chúa xuống chúc phúc cho phòng nguyện của chúng con ngay giây phút này. Chúa ơi, em như con ở bắc, ở nam, ở tây, ở đông, ở khắp nơi, Chúa ơi, đang nguyện ban đêm đủ mọi thời gian mà không gian. Chúa ơi, nhưng mà ngài hiện diện với dòng chúng con. Chúa ơi, sức giàu mới trên tấm lòng chúng con, cho anh em thân thương của chúng con, ban ơn bổ sức mày thăm viếng ngày làm mới, làm tươi mới, làm hưng phấn, làm khích lệ với cái tin của chúng con. Chúc phúc cho điều này. Chúa ơi, ngày đó là nơi nào hai ba người nhân trên nhóm đó lại, ngày đang ở giữa của chúng con. Chúa ơi, ngày ở giữa thì ngài sẽ hành động cùng chúng con, đi lại như vòng chúng con, thần linh của ngài con thông công với ngài. Ôi, con đi trên các nơi cao của mình. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi hôm nay con cầu nguyện chúc phúc cho con của Hoàng Lan, cháu còn nhỏ nhưng mà con lại được ơn khát khao hát ca múa hát. Chúa xin ban phúc cho hai mẹ con, ban phúc cho sức khỏe của Hoàng Lan, cho đức tin, đức tin tin kính là sự hầu việc ngài. Chúa việc làm anh được phước hạnh của ngài nên con làm thịnh vượng được những ngày chủ nhật. Ơn Chúa ngài tiếp tục ở cùng em chúng con, sức giàu ban ơn cho công việc mà mục vụ truyền giáo trong trại tù và như vậy nên con đang làm khát khao. Chúa ơi, ngài nơi vương tựa vững chắc của em chúng con, cho ban bình an gia đình này, được ơn trước mặt ngài phục hồi lại những mất mát đang trải qua, ngay Chúa làm tươi mới, làm hưng phấn, làm đầy sức sống mới của ngài. Cảm ơn Chúa. Con chúc cho cô Thảo Chúa của Đài Loan ở cùng em chúng con này, thế vương xin sức em chúng con đã nhiều không khó đổ ra trong sự cầu hay với gia đình của mình, nhờ những gì ngài đã làm. Tiếp tục chúc phước cho Thảo, ông Chúa cao sức mới, được ơn trước mặt ngài hai chị em, được thông công tâm tình, được đi sinh hoạt thờ phượng ngài, ơi được hầu việc ngài, nghỉ ngày chủ nhật làm công ty nào cũng cho phép nghỉ ngày chủ nhật, tiếp tục lo công việc của ngài. Cảm ơn Chúa. Xin chúc phước lành đến năm mới này. Con công bố là anh em chúng con sẽ theo Chúa và các cánh bay cao như chim ưng chạy, không bước đêm không mòn mỏi. Cảm tạ Chúa. Trong danh Chúa xuống chúc phước cho cô Hiệp. Cảm ơn Chúa, tôi tới của ngài, đã được ngài sử dụng đại dụng lớn lao nghe Chúa ban ước bổ sức em chúng con. Chúc phước cho thân thể khỏe mạnh, chúc phước cho sức mới thì em chúng con, Chúa sức giàu trên chức vụ
Chúng con đặc biệt vào Thái Bình để lại giảng lời của Ngài. Ôi trong danh Chúa chúc phúc cho tâm tình tâm huyết thánh linh sức giàu giảng lời sống truyền như ơn lành quyền năng của Ngài. Chúa ơi, con được ơn cái bậc Chúa và Chúa ngài xin số năng quyền phép lạ sức giàu thành tôi tớ của Ngài. Ô cho chị em có được sức mới, được sức khỏe mạnh, được hưng phấn tâm linh nghe Chúa. Những cái sự té xe vừa qua nguyện làm rập tròi làm lành lặng với thương này, cảm ơn Ngài. Để ban niềm vui mới cho em chúng con, ban sự hưng phấn, ô cảm ơn Ngài những nhu cầu nào, ô các sự cần dùng nguyện tiếp trật dư dật, con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Jesus chúc phước cho cụ Hạnh Thái Bình, hoặc anh cô đang chăm sóc, được ơn trước mặt Ngài bày chi, nghe nuốt lời Chúa, cho lớn lên được cái dự, chúng con sẽ lan tỏa không khí tình yêu của Ngài, lan tỏa sự sống, sự sáng và đứng kích lệ lẫn nhau, cảm ơn Ngài. Ở trong danh Chúa chúc phước cho mẹ của cô thay đổi rằng thì linh nghe Chúa ban phước cho bà, trong thánh linh con xin con cố rằng thay đổi thân long này Chúa ban cho bà được khỏe mạnh và không bị thương tật, mà không bị té, mà không ngã, mà không bị bất cứ điều tai nạn nào xảy ra nữa. Chúa vì chúng con là con cái của đồng giỏi thánh của Ngài, ôi Chúa thành linh này, thánh linh này đứng tâm đồng của bà này, ban phước cho bà sức khỏe này, phục hồi cái gì này mỗi lần đòn để chữa lành nghe Chúa, mình hủy phá mọi sự lũ xả nào còn tồn động gia đình này. Chúa con cảm ơn Ngài phước cho bà rằng thì linh, Chúa xin cảm ơn trên gia đình này, cảm tạ Chúa. Trong danh Chúa chúc phước cho Vũ Thị Hương vợ của Mai Long, Chúa cảm ơn Chúa em đã sinh và đã về nhà, Chúa xin tiếp tục thêm sức mới, sức khỏe trên chị em chúng con, xin ban bình an, xin ban đại sự khỏe mạnh để tiếp tục lo cho cháu nhỏ, cảm ơn Ngài. Cháu đã sinh an gần bình an, chúc phước cho cháu lớn lên trong đời sống khôn ngoan kính sợ Ngài, và phước cho tấm lòng của Mai Long ở trong kết vụ trong phòng hội thánh. Ô bác phước gia đình này, Chúa những gánh nặng cứ mang về nhiều người cho sự làm chứng truyền giáo khắp nơi, nguyện được ơn trước mặt Ngài trong năm mới này, cảm ơn Ngài. Ô lạy Chúa xin đến với đời sống em chúng con, xin đặt tay trên thân thể của thương này, Chúa con cố cố ngày đem sức khỏe kiện toàn sung mãn phục hồi được manh sức trong ngoài, con cảm ơn Ngài. Ở trong danh Chúa xin chúc phúc cho Việt Hòa, ở bên Chúa trong đời sống ngày hôm nay, trong quá khứ lạy Chúa ngày đã biết rõ tương lai của chúng con, biết rõ quá khứ của chúng con, phải năng này ngày chọn chúng con trước khi sáng thế, Chúa ơi, có gì áp tắc, có gì còn ảnh hưởng đến đời sống của người, cắt đứt đoạn hủy hóa của đời sống em chúng con, có những nỗi ám ảnh nào, những điều gì mà ma quỷ nó lừa dối rằng Chúa xin cắt bỏ tâm trí này, Việt Hòa được khiếu trắng bởi tâm trí của Ngài, được ngày hưởng an vui trong tâm linh mỗi ngày, được bình an kinh nghiệm Ngài đang hiện diện với chúng con. Ô Ngài đang xóa sạch vi phạm của chúng con, Chúa như phương đông sẽ cách phương tây, Ngài đang đem sự tươi mới cho chúng con, Chúa cho chị em chúng con với kinh nghiệm Ngài, thánh linh ơi, Ngài đến giây phút này đến tấm lòng để sống Việt Hòa và Xuân Thủy và các cháu cẩm ly hoàng gia băng bơn gia đình này đang đặc biệt hầu việc Ngài, nó cùng quan tâm chăm sóc người kim cho Ngài đáp ứng mọi nhu cầu, Chúa trong việc làm giấy tờ ở Việt Nam và những gì họ khát khao, những điểm đó mới ở và những gì họ đang bước đi trước vào Ngài, Chúa cảm ơn Ngài, chúc phước cho tâm trí tâm linh thay đổi hoàn toàn nghe Chúa. Ngài nói rằng ở trong đấng Christ tới đây dựng nên nên mới, những sự đã qua đi này mọi sự trở nên mới, chơi trong danh Chúa công bố rằng chị em con đổi mới ngay giây phút này và không còn quên những chuyện quá khứ nữa, không còn nhớ những chuyện cũ, cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa chúc phước cho Thủy Trương chia sẻ lời Chúa trong hội thánh Củ Chi, cảm ơn Chúa sức giàu trên người nữ tại đức tại trên tôi tôn của Ngài, ban ơn thánh linh hiện diện đồng công, cảm ơn Chúa chúng con có nhiều nhiệm vụ để lo lắng ngày mai trong ngày thánh nhật này. Ô thánh linh hãy đến thần ngày soi sáng, ngày ban ơn đầy Chúa lời Chúa sống truyền để xeo xé lòng anh em chúng con, đem sự chữa lành, đem sự giúp đỡ các mẹ sẽ sửa trị cho hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa, mẹ biết rõ nhu cầu và chiên những ai đang làm, những ai đang yêu đuối, những ai đang có nhu cầu năng đời nào, mẹ Chúa xin thánh linh phán dạy với chị em chúng con, em con có lời rơ ma rồi hàng sống để nuôi dưỡng và chiên lèo lái trong thánh linh của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúc phước cho điều này tốt lành, ô anh em có kinh nghiệm Ngài, xin gì diện của Ngài. Cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa xin chúc phước cho chị Số Đức, tôi chị Quỳnh Thơm và cháu Khánh, tôi đang đến nhà của Việt Hòa, ôi Chúa trong danh Chúa xuống này chữa lành giải quyết rồi ban ơn bình an cho họ nghe Chúa, cắt bỏ những sự khó khăn ngăn trở tai nạn này, Chúa xin đem sức mới chị em chúng con, chúc phước cho họ có sức có ơn của Ngài, ơn trước mặt Ngài để mọi sự hiệp đại lợi ích cho kẻ yêu mến Ngài, Chúa ngày bên được ngày ban ơn nghe Chúa, rồi trong sự tai nạn xe này họ được giải quyết tốt lành, cảm ơn Ngài. Ô Chúa vì Ngài đấng thằng chăm sóc chúng con, Chúa ngày biết rõ những mặt trái mặt phải, biết rõ mọi ô khúc của chúng con, nghe Chúa mẹ luôn phơi bóng tối là ánh sáng, nghe Chúa mẹ đấng làm mọi việc mọi lần, Chúa cảm ơn Ngài. Chúc phúc cho con số đức
quyền thơm và chắc chắn được sự bình an của Ngài. Cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa xuống chúc phúc cho mẹ chồng chị Sáu Đức đang đau sắc phòng cơ tim trôi và tháng thứ tư 76 70 hơn 70 tuổi trôi 70 tuổi, xin Chúa đặt thanh niên lành để chữa bệnh cho bạn, là Chúa bảo không phải đi giải phẫu đi mổ nữa. Ở trong danh Chúa xuống đi huyết này, ba hộ thân thể này, ô công bố rằng hủy phá những mầm bệnh này, công bố là cắt bỏ những cái đau nhức trên vòng cơ tim này. Con chúc phước cho bà được chữa lành mỗi lần toàn của Ngài. Chúa ơi, nguyện đang giáng trên đời sống của bà, cảm tạ Chúa. Con tin chắc rằng Ngài đang hành động mừng nhập lời cầu nguyện của chúng con. Ôi Chúa, cho bà được khỏe mạnh, được sức bước, được bước đi. Ôi việc Ngài, cảm tạ Chúa. Trong danh Chúa, con chúc phước cho việc anh con của anh Vinh. Chúa ơi, Ngài biết anh chị có cháu đang trong ngưỡng cửa trưởng thành, Chúa ơi, xin Chúa thương xót này lẻ lách tâm tâm tuyết tâm linh. Trong danh Chúa công bố lần việc anh thuộc về Ngài, huyết Giêsu ba hữu cháu sẽ đủ cháu, thánh linh cao thách cháu phán dạy cháu soi sáng như cháu mỗi lòng mỗi trí để tiếp nhận Ngài, cất bỏ những sự quan điểm cũ kỹ của đời sống tôn giáo thờ phượng ông bà cha mẹ như vậy toàn toàn là không đúng với lời của Ngài. Chúa xin cho anh chị được ơn được khôn ngoan, cái thận trọng khôn ngoan yêu thương để làm chứng cho cháu. Chúa công bố lần cháu nhận biết Ngài, Chúa mỗi lòng bà như người cháu như nghe mỗi lòng bà đi đi Chúa em chỉ xin Chúa hành động Ngài, chỉ công bố rằng cháu thuộc về Ngài, cháu sẽ tin nhận Chúa, cháu sẽ người tin kính người thay đổi người yêu mến Ngài. Chúa ơi, Ngài bảo bọc cháu theo dọc đời của cháu, sự nghiệp học tập cháu bước đường đi lại Chúa nguyện Ngài luôn hiện diện đời sống của cháu, cảnh con cảm ơn Ngài. Con công bố là những ngày tới này cháu sẽ đi nhà thờ, cháu sẽ đọc tin Chúa, sẽ đọc kinh thánh, cháu sẽ biết Chúa thay đổi và lớn lên trong Ngài. Cảm ơn Ngài. Ở trong danh Chúa chúc phúc cho Phách Minh Thiện, ô con của Phục Lê bị cảm lạnh chơi, em cảm ơn Chúa có tấm lòng khát khát cầu Ngài đi đó học hỏi lời của Ngài. Ông chúa ơi, xin Chúa nhân danh Chúa xuống đặt thánh nhân lành chữa bệnh cảm lạnh này, không còn bệnh chưa, người cắt bỏ chứng ho chứng cảm chứng nhức mỏi, cắt bỏ như làm cho sức khỏe được phục hồi mau chóng. Cảm ơn Ngài. Cháu đang tập lái xe nữa chưa, nghe chúc phước cho cháu, ơn rước mặt Ngài. Ô lời cháu thi có bằng lái cái giấy chứng nhận tốt lành, cháu được ơn đó rồi, có kinh nghiệm khôn ngoan thần độc khi lái xe, nghe ơn rước mặt Ngài. Chúa ở cùng gia đình của cháu, mẹ Hương Lê, mẹ của cháu và hội thánh gia đình ngày hội thánh Corona, để ôi Chúa ở cùng anh em chúng con, ngày nâng đỡ, ngày quan tâm, ngày chăm sóc. Ô cảm tạ Chúa. Ô con cảm ơn Chúa vì phòng hội hình thành thật tốt lành, chúng con là hồi gặp nhau hiểu nhau mà thấy những công việc lớn lao của khắp nơi đang đang bày tỏ cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, ngày thứ hai này chúng con sẽ ra mắt phòng hội đầu tiên tại văn phòng chính thức tại Việt Nam. Chúa ơi, ở cùng ô chúng con là người vinh dự vì được tổ chức tại Việt Nam. Chúa, chúng con sẽ đại diện nhà tiếng nói ở Việt Nam. Chúa xin chúc phúc cho một sự kiện, các ban lãnh đạo, cho sứ trương, cho nhân sự, có nhiều người có hoàng lan, nhiều cộng tác tham dự. Chúa ơi, xin Chúa hiện diện và chúng con có tiếng nói chính thức và loan tỏa khắp nơi các tỉnh thành của chúng con. Chúng con đặt phòng cầu nguyện để được cầu hai cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Xin bổ sức mới trên tướng. Cảm ơn Chúa. Anh hy sinh nhiều công sức tiền của vật chất và sức khỏe tài sản cho công việc của Ngài. Nguyện Ngài ban ơn bài bộ phần trong danh Chúa Xuân Ngài giúp Ngài chữa lành cho anh, không còn thảm ho nhức mỏi nữa. Ngài chữa lành cho anh mỗi lần đó. Siêu nhiên của Ngài, với quyền phép của Ngài đặt tay như là trên anh tuấn để chữa anh khỏe mạnh, anh nên bền chí dây mạnh mẽ bước đi xuống mạng của Ngài. Cảm ơn Chúa, ban phước cho chị, cho cháu, cho gia đình của anh, cho dì Thuận được khỏe mạnh luôn luôn, cho người thân yêu của anh. Chúa cảm ơn Ngài nâng đỡ trách nhiệm và thật lớn lao của Chúa. Chúng con thấy được những gì anh đang làm bậc khai tự đang hình thành tốt là kết quả. Chúa cảm ơn Chúa, kích lệ chúng con sẽ vươn tới các vùng sâu vùng xa, các tỉnh thành, sẽ chiến đấu cầu nguyện cầu hay giải cứu. Chúng con sẽ kéo được nhiều người về, chữa lành cho nhiều người, kích lệ nhiều người đang cô đơn bệnh hoạn, đang yếu đang ngã lòng. Ô cảm tạ Chúa ở cùng anh em chúng con, cũng như đến anh May, như đến Diệp Hồng, như đến một số anh em Hoa Kỳ, chúc đồng công tại Bồi Văn Phước, chúc phúc cho công việc này tại Nga, gia đình của Việt Hòa, xuống sử gia đình của anh An, chúc phúc cho 3 năm cho lại cùng ngày công quốc bán cái trường xã, đủ xã là trên đời sống 3 năm phía ngoại, ô ngày thủy phá, cắt bỏ ngày cao thức 3 năm trở lại cùng ngày, phúc cho các con được chăm sóc, phúc cho vì Vĩnh ở Phú Thọ được ơn trước mặt, chú tiếp tục lo gắng công việc của người. Đó, ông chú con nhìn thấy con mặt của gì sau những năm tháng qua, nghe làm chứng vì thấy mặt, thấy tận mắt chúng con cảm động vì thấy lần ai đã làm việc lạ lùng trên đời sống của chúng con trên gì. Chú ơi, chú cái người thân tại vùng Phú Thọ này mạnh mẽ càng hơn trong đức tin, còn phát triển hơn được đó luôn rồi. Nhớ đến cô Thảo, đến Liễu, đến anh chị Phạm Hiền, đến gia đình của anh Hùng, cô Lena. Ô chú ơi, nhiều anh em trên vùng
tại Nga này, đồng công ở cùng xuất dầu ba ơn nhắc nhở à, thêm thức thêm ơn trước một ngày như vợ chồng anh Vinh chị Phùng. Ô lạy Chúa cảm ơn Ngài, xin dính bên chúng con và bao nhiêu người thân thương tại Nga nguyện để đồng công họ ở trong năm mới này họ được ơn trước mặt Ngài, họ được tiếp đi bước đi trong sức mới, trong ngoài trong cuộc sống có ý nghĩa khi con làm chứng nhân cho nhiều người, cứu nhiều người. Cảm ơn Ngài đã hướng cho anh Việt ở về Việt Nam. Cảm ơn Chúa anh chị được phước hạnh và ngày đoàn tụ của gia đình, bán được nhà, ước ao được trở về đoàn tụ bên Nga, ngày hành động tốt lành của Ngài, của Thảo cũng bán được đất ở Việt Nam. Cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài làm cho chúng con trong năm tới thì con tin chắc là Ngài sẽ làm được, là Ngài làm tròn vẹn những điều tốt nhất vừa các học sinh sư tưởng của chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, công dân của Thánh của Thúy Trương ở Bình Dương, của Mục Sư Hoàng, của Phương Dung, của Hoàng Lan, của Yến, của Lý, của cùng tay của Chúa Nguyên, Ngài đồng bên chúng con rất giàu ba ơn. Chúng con đang bước đi một ngày, mỗi ngày trước mặt Ngài, người hoàn thành sứ mạng Ngài đã giao cho, nhưng chúng con sẽ tiến cách nơi cao của mình, sẽ chiến đấu một kết quả cho Ngài. Mong trời sẽ phấn hưng lớn lên trên vùng đất của chúng con, nguyện mỗi tỉnh thành, mỗi xứ sở, mỗi làng mạng xã của chúng con đều có sự phấn hưng của Ngài. Nay Chúa, chúng con được truyền vào khắp nơi trước khi Ngài tái lâm Chúa trở của Ngài. Chúng con cho ông Việt của Mục sư Trác, Mục sư Tuấn, Mục sư Tuấn của Hải Phòng, của Mai Đông, Mục sư Hoàng, Mục sư Trương, Mục sư Trường và nhiều người khác. Ô Chúa ơi, Ngài khác năng nữa tài người bác ơn khích lệ những cái chức vụ tiếp trợ mà lo lắng nhu cầu chu toàn. Ô chúng con là những chiến sĩ tín nguyện cho Ngài. Ô người bổ sức bác ơn sức dọc soi sẻ cảm ơn Ngài công việc ở Phú Yên, ở Gia Lai, ở vùng Buôn Ma Liêu và tại Sơn Nguyên. Chúa đồng công với chúng con, cảm ơn Chúa phòng cầu nguyện Sơn Nguyên sẽ hình thành trong ngày mai, và tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, khắp nơi những nơi Chúa chúng con sẽ hình thành một bản, một trạm để cầu nguyện cầu hay, để Chúa nhiều người sẽ đến đây để cầu nguyện, nấp bóng của chúng con giải cứu họ, chữa lành cho họ, họ sẽ biết về Chúa, họ sẽ cầu hay, họ yên ủi, khích lệ với lời chúng con. Cảm ơn Chúa mình tốt lành, thật lớn lao. Ô Chúa chức đồng công của chúng con, chúc phước đặc biệt để bổ sức cho một sự kiện trong kỳ chiến ăn ở cùng anh em chúng con đã quá sức vất vả trong công tác nhà Ngài. Chúa ơi, ông đi khắp rất nhiều nơi và làm nhiều việc tốt lành. Ô bổ sức đến một sự kiện, cảm ơn Ngài. Những gì ông ước ao, những gì Ngài hình thành tốt lành. Ô cũng chúc phước cho anh em con tại phòng phòng quyền, anh em ở Hàn Quốc, nhiều người nghe Chúa, nhiều người mặt thân thương nhất hiện giờ đang ở đây và đang từng vào tối lưu phòng phòng quyền nguyên. Ngài nhớ từng tên, Chúa ơi, Ngài nói lời Chúa nói ra, Ngài nhớ hết rồi. Chúa cũng nhân Ngài chú sóc của chúng con, Chúa cầu hai anh em chúng con khích lời họ, giúp giới họ, con cảm ơn Ngài trong năm mới này, lần nữa con dâng tất cả mọi điều tốt lành trong tay của Chúa, hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho mục sư. Ban phước cho mục sư. Chào chú Hiền nhá. Thì chú Hiền. Chào anh Hiền. Mỗi lần anh Mai anh An lên là khỏi cần nghe tiếng của anh cũng cái máy anh chuẩn bị lên. Là có Thiền anh nữa. Trời ơi. Nhà anh mở thêm một cái máy iPhone để thu tiếng nữa. Dạ. Cảm ơn chú. Chào chú Hiền, chú Hiền có khỏe không ạ? Ờ, bình thường. Mẹ mẹ sư Tuấn Nguyễn cầu nguyện chúc phước cho mọi người ha. Chúa. Mục sư Nguyễn Ngọc Long ra rồi. Còn công việc gì cầu nguyện nữa không? Có nhu cầu gì cầu nguyện nữa không? Này cứ nêu ra. Hưng quên. Ô, chào Mục sư Kiệt. Chào ông bà Mục sư. Chào ông bà. Chào Mục sư Kiệt. Dạ, chào ông Mục sư Kiệt. Cầu nguyện cho duyên nữa nha. Tuấn ơi, cầu nguyện cho nghe bị đau bao tử đang thi cử gì đó. Quên. Thấy. Chào anh Duyên. Chủ ban phước trong bằng. Chúc chào bác Phật. Chúc mừng bác sĩ. 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 Chúc mừng Mục sư Kiệt.
giá sẵn đi mới đi à. Dạ, con của mục sư vào, con của mục sư vào phòng được rồi. À, happy, chỉ là happy chứ không phải happy. Cảm ơn chưa. Mới đi bạn công việc với mấy anh em để lo cái phòng cầu nguyện, với mời mấy anh em có tâm tình học của Chúa đó, để chi số Mạnh Thường Quân để mời ngày mai để dự. Cảm ơn Chúa. Họ nghe họ cũng khích lệ lắm. Dạ, cảm ơn Chúa. Có hai vợ chồng của vị mục sư đó cũng là giáo sĩ. Họ cũng có tâm tình cũng giống mình. Ở đâu mục sư? À, hai giáo sĩ này là người hình như là người Mỹ, nhưng mà họ học trước họ là giáo sĩ ở Philippines, sau này họ mới về Việt Nam. Họ sống ở đây tới nỗi mà họ chạy xe Honda được mà, họ biết ăn bún mắm. Vậy à, cảm ơn Chúa. Để hỏi họ ở tiểu bang nào. Tôi tính mai mốt tôi tính nhờ anh Tuấn bên đó đến để làm chứng cho mà ông cậu tôi bên đó. Ông về hưu rồi. Vừa hôm nay cô, vừa hôm cô Phương Dung có nhờ gọi một cái người nào em của anh Quang mà gọi không bắt máy. Dạ. Gọi hoài không bắt máy. Cảm ơn. Cậu của một sư thiệt ở đâu? Phải hỏi là hình như ông ở Texas đó. Cách tới 6-7 tiếng nữa mục sư. Mục sư phải gửi à, gửi cho anh Việt. À, anh Việt ở bên đó đó. Để sắp xếp ổng rồi, ổng mày ổng về hưu rồi, thằng ra ổng hết chảnh rồi. À. Lúc trước rồi còn là chưa. Một sư Tuấn ghi cầu nguyện cho Duyên nghe, Duyên bị đau bụng tử với đang thi cử. Cô Mùa Sư Kiệt đứng máy, máy bị treo một sư này. Cảm ơn Chúa. Dạ, ở tiểu bang đó là một sư gửi cho anh Việt là đúng rồi, là anh Việt ở bên đó. Vâng, đúng rồi. Của mục sư Kiệt máy bị treo á mục sư ơi. Mục sư thoát ra, mục sư vào lại là được. Cầu nguyện để Chúa hỗ trợ cho hai vị mục sư. Hai vị mục sư rất là muốn đi vào để mà dự ngày lễ khai trương ra mắt là mục sư Hưng với lại mục sư Tuấn. Yeah. Rồi bây giờ nếu mà mình cầu nguyện Chúa cho hai vị mục sư mỗi một người 3 triệu đủ chi phí để vào không? Phải đưa số ra để mà cầu nguyện mới được. Giờ 3 triệu thì tôi đi thì đủ rồi đó, còn một cái Tuấn thì không biết sao thì cách cho tôi đi thật. Thôi rắp rút quá cho nên cầu nguyện thôi để mục sư Hưng đại diện đi cũng được. Một sao tôi đi cũng được. Dạ, là một lần thôi mục sư ơi. Khai trương cũng lần mà. Mà Chúa mở đường các mục sư được vào đó để dự trực tiếp luôn. Tiếp thông công với em. Mục sư Tuấn nghĩ từ đó vô tới Sài Gòn bận đi bận về cái chi phí tiền xe là khoảng bao nhiêu mục sư? Thì cũng khoảng chúng chừng đó. Không bao nhiêu nếu mà mình tùy theo tài chính đi đi tàu hỏa hay là đi cái gì đó, thì nếu mà tài chính ít thì mình đi cái phương tiện nó rẻ lại tí. đi tàu hỏa cho chắc ăn đi. Đi lên đó một sư có cơ hội để... Duyên chuẩn bị đây, anh Tuấn sắp sửa kêu gọi đó. Tuấn cười dữ anh Tuấn. Đứng cười à. Anh Tuấn chấp sắp sửa kêu gọi phòng cầu nguyện mình đó, Duyên chuẩn bị đi. Kêu gọi gì? Thường thường hay kêu gọi gì? Kêu gọi gì là tài chính nữa. Ủa sao hay vậy?
Đón vậy đó. Đón gì Chúa đang đặt để cái gì trong ở trong duyên rồi đó. Đón gì đón đón gì chúng vậy. Em không biết nữa. Chúa. Đâu mình cầu nguyện nha. Dạ. Vậy còn ai có nhu cầu gì nữa mình tiếp tục cầu nguyện. Mục sư nhớ cầu nguyện cho con nha. Rồi rồi. Rồi cảm ơn Chúa. Rồi mình sẽ kêu gọi sau. Nhưng mà mình lấy đức tin trước rồi phòng cầu nguyện sẽ dâng hiến cho mục sư Hiệt, mục sư Hưng với lại mục sư Tuấn mỗi một người 3 triệu để đi vào dự cái lễ ra mắt ha. Tuấn sẽ cầu nguyện phòng cầu nguyện của mình á, hiện tại có cái chương mục ở bên chỗ chỗ mục sư Kiệt có thư ký có thủ quỹ đâu hết rồi, cho nên mình cũng có địa chỉ có email có mọi người mà có muốn được Chúa cảm động dự phần vào cái việc này đó thì khi mà cứ gửi thẳng vào ở liên lạc với mục sư Kiệt hay là chị Thúy hay chị Hoàng Lan gì đó, rồi xong rồi đó gửi thẳng vào đó rồi để cái tin nhắn là cái này hai cái phần này là cho cái phần phương tiện cho mục sư Tuấn với lại mục sư Hưng vào để giữ cái buổi lễ ra mắt. Yeah. Như vậy ha, cứ thương lấy đức tin làm trước. Nhờ mục sư Tuấn cùng cầu nguyện cho Thiên Thảo với David với Naomi với ba cháu để học tốt và phiên dịch tốt cho truyền tải được lời cho dân sự, lời Chúa cho dân sự hai bên. Thiên Thảo ạ, em Thiên Thảo. Dạ Thiên Thảo ạ, Naomi với David ạ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Hai vị mục sư ơi, bây giờ sẽ chuẩn bị không kịp nhưng mà nhờ hai vị mục sư ứng trước nha. Bây giờ là dạ thì cuối tuần rồi, cuối tuần không làm kịp đó. Dạ. Chắc chắn Chúa sẽ tài trợ cho hai vị mục sư. Dạ amen, cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn cả phòng cầu nguyện. Dạ, chúc hai anh lên đường sớm. Cảm ơn Chúa cho mở đường cho mục sư để được. Mục sư đi đâu đó? Duyên muốn đi theo à? Đi đâu đó? Vô tham dự lễ khai mạc. Con có biết theo sang? Đúng rồi, lễ khai mạc phòng cầu nguyện của mình ở Sài Gòn. Chú Việt hôm nào thì vào Sài Gòn thì chú Việt ơi. Tao chú Việt đi luôn đi. Sáng tuần tôi đi. Chỗ anh Thủy đang tắt loa. Dạ. Chú Việt thôi nào thì đi vào Sài Gòn được. Chú sáng tuần, chú chưa đặt vé hay. Khoảng thứ tư thứ năm gì đấy hoặc là thứ sáu thứ bảy gì đấy. Cuối tuần. Phải thứ hai mà chú Việt vào được tham dự vui rồi. Hôm nay không kịp, hôm nay mới hôm nay mai phải có tí việc xong rồi. Yeah. Anh Việt ơi. À. Em đặt cọc mà đón anh về Hội Thánh rồi nha. Cố quên nha. Rồi ok. Mình làm hợp đồng rồi đó. Rồi ok. Con gái chừng nào đi về? Mình cũng chia sẻ cảm ơn phòng cầu nguyện bố mình hôm nay khỏi hẳn cái bệnh ho. Mở rồi đó. Cảm ơn các mục sư đã cầu nguyện cho bố ho. Cảm ơn các mục sư cầu nguyện cho chú Bàng. Chú Bàng hôm nay cái chân nó động đậy rồi. Tay amen. Cảm chưa. Cảm ơn. Chúa. Ôi người khen Chúa, hallelujah. Tiếp tục cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Ngài. Bên này để xả điện thoại. Điện thoại. Bây giờ mình cầu nguyện cái rồi. Dạ mục sư ạ.
Dạ mục sư Tuấn đợi chút, nãy tại vì nãy mới đầu vô chú cảm động muốn nhờ Lý cầu nguyện nha, cho tôi cái bệnh ho với lại bất sức. Lý ơi cầu nguyện cho anh Tuấn. Nãy có mời rồi mà sao tự nhiên cái không biết làm sao nữa mà tới giờ mới nhớ lại. Không mà tại vì nguyên đêm á, thức bữa nay thức nguyên đêm. À, cầu nguyện cho anh Tuấn là đúng rồi đó. Hèn gì đêm hôm hôm trước thì hôm hò không ngủ được, nhớ tới mùi siêu thiệt. Giờ mới biết lý do. Có vẻ cảm động quá, chắc tôi phải kiêng ăn thêm ngày nữa. Tuấn ơi, anh không cần nhớ nó đâu, nhớ là hết cầu, hết hò ngay. Đâu có nhớ đâu, tự động nó hò mà. Bởi em nói với một sự kiện là 7 lần 7, 49 đó. Đây, cảm ơn chú. Rồi Lý ơi, Lý còn đó không Lý? Dạ, em nè. Rồi, con nguyện cho anh Tuấn đi, thank you. Dạ, con mời mời mục sư và anh các chị em cùng hiệp nhân để cùng thay cho anh ba. Tính cũng bị bệnh nữa nè. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, lạy Chúa yêu thương của chúng con qua danh của Chúa Giêsu. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì chúng con được sự cảm động để con cầu thay cho anh ba của con. Chúa trong danh Đức Jesus, con cầu thai cho anh ba của con giờ này những cái bệnh của sự ho hoặc là khó chịu ở trong thân thể của anh giờ này trong danh Đức Chúa Trời công bố vô hiệu hóa. Các sự mệt mỏi ho hoặc là nhức mình mỏi trong cơ thể của anh sẽ chấm dứt trong giờ này chứ sẽ, vì những lần roi của Chúa trên thập tự giá mà cơ thể Chúa anh được Chúa bổ sức lại thêm sức trong giờ này. Chúa ơi, Chúa ban anh sức mới tươi mới luôn một ngày mới và cho anh có cuộc sống được Chúa ban cho anh cái sự cái tấm lòng yêu thương của mang cũng như chị Ba Tuyết cũng như gia đình của anh chị hai cháu và hai bác được sự ban ơn của Chúa. Chúa bảo vệ gìn giữ và chúc phước trong mọi sự được sự thịnh vượng, đặc biệt là trong việc kinh doanh mua bán nhà, được nhiều khách hàng đặt mua bán nhà. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa thêm sức cho anh và ban phước cho anh chị cái gì anh chị cung mang cho hội thánh của Chúa cũng như con cái của Chúa ở trên toàn thế giới hội thánh của Chúa. Chúa ban mở cửa sổ từ trời để ban sự dư dật qua đời sống của anh chị để anh chị ban phát ra cho con cái của Chúa. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa thêm sức bổ sức cho anh chị trong giờ này. Con cảm ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người trong phòng cầu nguyện, cho mục sư, các anh chị trên mọi quốc gia trong phòng cầu nguyện này. Chúa ơi, Chúa gom góp chúng con lại để chúng con được biết đến nhau qua phòng cầu nguyện này, không phân biệt hệ phái. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Xin Chúa cũng bổ sức cho mọi người cũng như một sự kiện nữa trong những ngày kia ăn cầu nguyện. Chúa cũng thêm sức và Chúa Thánh Linh nhất bày tỏ những khải trên đời sống của một sự kiện để một sự kiện mỗi ngày thấy được ơn, được phước hơn. Chúa cất đi những mệt mỏi gánh nặng trên đời sống của một sự kiện và chúc phước trên một sự kiện cũng như là một sư Hân, một sư Hoài, một sư Rap, một sư Tấn, một sư anh Mai Đông, chị Diệp Hòa, anh Sơn Thủy, chị Phượng, chị Thúy Tư, chị Hoàng Lan, chị Hoàng Lan ở Đài Loan và tất cả mọi người nữa, Hùng nữa. Chúng con cảm tạ Chúa, con dâng tất cả mọi sự vinh quang linh hiển quy cha đời đời. Chúng con hiệp nhau trong sự cầu nguyện trong danh Đức Chúa Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Lý. Chúa ban phước cho Lý nhiều, thiệt là nhiều. Cảm ơn Lý. Chúa ban phước cho Lý nhiều. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Chúa. Rồi, cảm ơn Chúa. Một sư Tuấn còn đó, một sư Tuấn. Cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Rồi, một sư cầu nguyện cho một sư Chúa sẽ tiếp trợ cho một sư. Thứ hai là con, Chúa sẽ cho cái con số đầy đủ. Mục sư Tuấn muốn đi theo phương tiện nào? Và chúng ta hiệp chung cầu nguyện nha. Sau rồi chúng ta bàn tiếp.
Chúa. Ngợi khen biết Chúa Trời, chúng con đấng toàn năng, toàn tri, toàn tài. Ngài biết rõ lòng chúng con. Con cảm ơn Chúa vì ơn tin nơi cứu Chúa Giêsu chúng con. Vì Chúa chúng con là đấng tiếp trợ. Chúng con nói rằng sự tiếp trợ chúng con đến từ Chúa. Chúng con nước mắt lên trên núi và chúng con nước mắt lên từ Sion. Con tin chắc là Chúa là đấng tiếp trợ chúng con. Và Chúa làm mọi sự cầu xin vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của chúng con của tôi hôm nay. Chúng con trình dâng cho Chúa. Con vui mừng, chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài thật lớn lao trên đời sống chúng con. Ngài yêu chúng con và Ngài phó chính mạng sống Ngài cho chúng con. Huống hồ gì những cái điều mà năng đề nhu cầu chúng con buổi tối hôm nay chúng con trình dâng cho Chúa. Con tin rằng Chúa sẽ làm gấp bội phần hơn những lời cầu xin và suy tưởng chúng con buổi tối hôm nay. Con cảm tạ Chúa, con ngợi khen Ngài. Chúng con cũng có cơ hội dự phần với anh em chúng con các đệ tử Chúa và chúng con có cơ hội cầu nguyện cầu thay cho cô Duyên ở tại Tây Ninh cho cũng công bố trong danh Chúa Jesus ta la lên cho tất cả những bệnh đau vô tử, những cái điều gì trục trặc con vô tử phải tiêu biến ngay giờ phút này. Và xin bàn tay nhân từ của Ngài đụng chạm đến cô Duyên và Chúa làm cho cô Duyên trở nên con người mạnh mẽ trước mặt Ngài và Chúa phục hồi tất cả sức khỏe, cơ quan tế bào nào có trục trặc thì xin Chúa Ngài chữa lành ngay giờ này. Chúa ơi, Ngài làm cho cô Duyên kinh nghiệm quyền năng sự chữa lành của Ngài, kinh nghiệm tình yêu của Ngài, kinh nghiệm được Chúa chúng con là đấng sống động, đấng quyền năng, đấng có thể làm được tất cả mọi sự trên đời sống chúng con. Con cảm ơn Chúa, con dâng đời sống cô Duyên trong tay Ngài. Xin Chúa binh vực, Chúa an ủi, khích lệ cô, Chúa nâng đỡ cô trong khi cô đang ở vùng đất nơi cô ở, và xin Chúa chữa lành tất cả mọi năng đề. Xin Chúa Ngài chữa lành tất cả những người thân của cô nữa, để rồi qua đời sống cô, để bộc lộ tình yêu, bộc lộ quyền năng của Ngài, để khiến cho nhiều người xung quanh ở đó họ nhận biết Chúa Giêsu chúng con là đấng quyền năng, đấng hay làm phép lạ trên đời sống của cô, và cho những người tin cậy nơi cứu Chúa Giêsu nữa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa binh vực cô, xin Chúa tế trị và ban ơn chúc phúc cho cô. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng nhân danh Chúa Jesus, chúng con xin Chúa Ngài cũng đụng chạm đến em Thiên Thảo bị đau viêm cổ họng. Chúa ơi, xin Chúa Ngài chữa lành ngay giờ này. Chúa ơi, xin bàn tay của Chúa chữa lành đặc để đụng chạm đến đời sống của em Thảo, để xin Chúa phục hồi sức khỏe cho em. Chúa sử dụng em để diễn tải những ngôn ngữ được tốt nhất, để qua cái sự chữa lành của Chúa thì em có thể thông dịch những điều gì tốt nhất và tinh tế nhất. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Xin Chúa Ngài ban ơn chúc phước cho em, Ngài nâng đỡ em và ban ơn cho em có đức tin và sự sống của Chúa mỗi ngày càng tăng lên. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con ngợi khen Ngài. Con dâng em Thảo trong tay của Chúa. Xin Chúa tiếp tục Ngài hướng dẫn, ban ơn dạy dỗ em và cho ban ơn cho em sự khôn ngoan, sức khỏe từ nơi Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cũng nhớ đến mục sư Hò chơi và các cháu ở tại Tây Ninh. Chúa ơi, chúng con thấy rất là đau, chúng con thấy rất là tội nghiệp, nhưng con tin rằng Chúa Trời Ngài ở cùng và Ngài ban phước và chúc phước cho các em, và xin Chúa Ngài binh vực các em, và xin Chúa Ngài cũng tạo mọi cơ hội thuận lợi cho các em có nơi ở, có nhà ở và có tài chính để sinh sống và có của cải để mỗi ngày bước sống và kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, kinh nghiệm tình yêu của Ngài, và họ bước đi và họ sống cho Chúa. Con cảm ơn Ngài. Những danh Chúa Christ con công bố, xin Chúa chúc phước cho bậc cầm quyền tại đây nữa, để họ nhìn thấy đồng bào chúng con các em ở tại nơi đây mà họ có tấm lòng vị tha, tấm lòng thương xót, để họ có thể tạo mọi điều kiện cho anh em chúng con có nơi ở, nơi chốn ở một cách tuyệt vời. Con cảm ơn Chúa. Chúa bổ sức lại trong sư hòa, Chúa nâng đỡ thăm viếng sư hòa cách đặc biệt cho chúng con biết rằng đây là công việc rất là khó khăn và lớn lao. Con tin rằng công khó của ông sư hòa Chúa đã chấm và Chúa sẽ để phần thưởng trong lớn lao. Cảm ơn Ngài. Chúa dư phần, Chúa chúc phước, ban ơn cho sự hòa mỗi tăng lên sức lực càng thêm lên. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con ngợi khen Ngài. Một lần nữa xin Chúa cũng ở cùng chúng con, nâng đỡ chúng con và ban ơn cho chúng con. Và đặc biệt con cầu nguyện xin dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra buổi tối hôm nay, để rồi chúng con kinh nghiệm được quyền năng của Ngài, để rồi chúng con bước đi và con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con ngợi khen Ngài. Nguyện ba ngôi Đức Chúa Trời, bằng tình yêu thương của Chúa Giêsu, bằng quyền năng của Đức Thánh Linh tác động mạnh mẽ trên chúng con, trên phòng cầu nguyện toàn cầu này và tất cả các tớ trai tớ gái của Ngài trong phòng cầu nguyện này, cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Amen. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Cảm ơn mục sư. Đúng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư Tuấn.
Amen. Cảm ơn sư Tấn rất nhiều. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ban phước cho cô. Hay, cảm ơn Chúa. Mục sư Kiệt đâu rồi? Thế giờ này là thầy giờ thông công làm chứng hay là tâm tình ha? Cảm ơn Chúa. Tôi xin phép chào cả phòng, chào anh Tuấn, chào mọi người nha. Dạ dạ dạ, chào mục sư. Dạ, dạ xin Chúa. Dạ, chào phước cho mọi người. Cho chúc phước cho mục Hưng một chuyến đi nhá. Chuyến đi được. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ. Goodbye mục sư Tuấn với anh về. Goodbye mục sư Kiệt. Goodbye anh Vinh, anh Tù. Chào mọi người. Chào mục sư. Mục sư Kiệt đâu rồi? Rồi. Mục sư Kiệt bữa nay có người đại diện rồi, ổng không vô nữa. Alo, nghe đây. Duyên ơi, Trang chưa mở mic. Ủa, mục sư Kiệt vô hả? Alo. Chào mục sư, chào tất cả anh chị em nhé. Tại vì bên đây là gần 1 giờ khuya rồi, cho em phải đi nhóm ạ. Rồi rồi, chú Văn Phước cho Trang. Rồi, xin chú Văn Phước cho con nha. Chú Văn Phước cho con. Con chưa cầu nguyện cho ba đó. Con sẽ cầu nguyện cho. Con giấc ngủ ha. Dạ, con mấy ba. Rồi, xin chú Văn Phước cho con nha. Amen. Rồi chú Văn Phước cho anh em trong phòng.